Ok, nhá, hôm nay là thứ năm đấy và mình đang đọc từ trang 161 đấy và mỗi buổi thì chắc là tầm khoảng được tầm khoảng gọi 7 8 trang gì đấy. đấy mỗi buổi được tầm khoảng 7 8 trang bao gồm cả nó gọi là đọc này, đấy, dịch này, uh, giải nghĩa này và cũng như là kiểu như highlight một số những cái ngữ pháp hay là một số những cái công thức đặc biệt, đấy, những cái chi tiết mà nó gọi là nổi bật trong khi mà mình đọc. Uh, now, đồ, đây á. Now what bây giờ thì làm sao? Ron whispered. R Ron thì thầm như thế. We separated into three glasses and add the hairs. Chúng ta chia cái độc dược ra thành ba cốc, ba ly và sau đó thì thêm những cái cọng tóc vào. Cái từ separate là à, tách ra, phân biệt, chia ra. Um, rồi um, Hermi ladle large dollops. Từ từ có thể từ này đọc sai này. Dollops of the potion into each of the Each of the glasses, then her hand trembling, she shook Millicent Bostro's hair out of his bottle into the first glass. Uh, Hermie, cái con bè đấy, nó lây đầu. Lây đầu là cái gì? Thực tế ra nó là một cái muỗng vũm đó. Cái muỗng từ từ, ví dụ cái muỗng múc canh ấy, cái muôi múc canh ấy mọi người, thì nó gọi là cái lây đầu. Và ở dạng động từ thì tức là múc thôi. Múc những cái large uh, dollops. Dollops thì có thể hiểu là những cái giọt lớn, những cái... Um, thường nó nói về những cái miếng nước lớn nha cái vũng nước lớn đấy những cái phần nước Đấy, những cái lượng, lượng uh, gọi là lượng nước lớn đúng không của cái độc dược đấy đổ vào từng cốc đấy, từng cái ly một và sau đó thì her hand trembling tức là cái bàn tay của con bé đấy nó run rẩy tremble là run rẩy con bé đấy nó shook tức là kiểu như bình thường nó rung lắc ấy. Đấy, bình thường từ shook là quá khứ từ shake là lắc này lắc cái cốc tóc của cái con millicent Bowstroth ra khỏi cái lọ và nó rơi vào cái ly có cái độc dược đó đúng không? The potion hiss loudly like a boiling kettle, and then froth madly. cái độc dược nó nó xì hơi rất là to và sau đó ấy, thì không nó xì hơi rất to như là một cái ấm mà nó đang đun nước sôi. Đó, cái kettle thì tức là cái ấm đó. đấy và cái từ boil tức là đun là luộc. Đấy vậy thì đây tức là một cái ấm nước đang sôi và sau đó thì nó nổi bọt lên một cách nó gọi là điên cuồng. Cái từ froth thì bình thường ý của nó có nghĩa là các cái lớp váng rồi là bọt nhá khi mà đọng nó đọng lại đấy lớp váng được chưa ở, ở dạng động từ thì tức là à nó sẽ mọc ra cái đấy từ trên mặt nước a second later it had turned a sick sort of yellow một giây sau thì cái độc dược đấy nó đã biến thành một cái màu màu vàng xỉn đấy một màu, màu vàng xỉn nó rất là ghê tởm uh, turn tức là chuyển đúng không chuyển từ cái dạng này sang dạng khác cái từ xích ở đây này bình thường nó là ốm nhưng mà thường nó có thể ghép với một số những cái phần khác về um, màu sắc hay là mùi rồi là cái cảm giác mà kiểu nó hơi ghê ghê nhá vậy thì đây có nghĩa cái, cái màu vàng xỉn đó cái màu vàng của cái gì đó thì chúng ta có thể, tự hình dung Uh, essence of Millicent oh, đó là cái phần cốt lõi. Cái từ essence, đó là cái phần cốt lõi. Nhưng mà chúng ta nên hiểu, ấy, một sợi tóc thì nó sẽ chứa ADN của một người. Đúng không? Tức là cái cốt. cái cốt của cái con Millicent đấy. Set Ron, I need with loathing. Nhìn cái cọng tóc, nhìn cái, cái 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 nồi, cái cốc độc dược chứa cái cọng tóc của cái con bé đấy. Với cái sự... Uh, bình thường từ lâu có nghĩa là kiểu mình ghét một thứ gì đó đấy nhưng mà nếu mà lâu sinh như thế này tức là à nhìn với sự kiểu như ghê tởm đúng không? Betty tastes disgusting. Từ cá là nó có một cái vị nó rất là kinh khủng, nó rất là kiểu tởm. Ừ. Cái từ disgusting á uh, thì um, disgust là một cái sự kiểu như mình cảm thấy rất là tởm nhưng mà nó là đuôi ích ấy, tức là nó miêu tả vật. Nhá còn nếu mà kiểu như đuôi ed thì tức là miêu tả cảm giác của mình đúng không? Đấy, đuôi in ở đây tức là nó miêu tả cái đấy, nó đem lại cho mình cái 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 sự ghê tởm at George's đến, Ừ, còn bây giờ cậu thêm cái cọng tóc uh, mà cậu đã lấy về của cái thằng, uh, thằng 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 béo, hai cái thằng tùy tùng của thằng Malfoy ấy thêm vào cái độc dược của cậu đi. Hermione nói như thế. Harry dropped Goyol's hair into the middle middle glass, uh, and Ron put crabs into the last one. Harry thả cái cọng tóc của Goyol, cái thằng thằng béo, một thằng béo vào trong cái phần giữa của cái ly đúng không? Uh, the middle class à không vào cái ly giữa và sau đó Ron thì thả cái cọng tóc của thằng Crab vào cái cốc cuối cùng both glasses his and frost cả hai cái cốc đấy cả hai cái ly đó thì sủi bọt này xì hơi ra và sủi bọt lên Goyles turn uh, the khaki color of a bogey. cái màu cái cọng tóc của thằng Goyle thì nó biến thành một cái màu khaki của một cái uh, bogey 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 là dỉ mũi Ok, bogey là gì mũi. Còn Crabs are dark murky brown. Còn cái tóc của thằng Crab thì nó chuyển hóa thành một cái màu màu nâu uh, nó nâu tối và nó nhìn nó rất là kiểu như là 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 là, là giống bùn rồi là giống những cái thứ uh, ao hồ mà nó bẩn thỉu á. Đây ví dụ một cái sông tô lịch đúng không? Thì cái mặt nước của nó cái nước ở đấy có thể miêu tả là murky murky. Nhá nhìn nó rất là bẩn. Ừ. Rồi hang on chờ nào. Set Harry as Ron and Hermione reach for their glasses. Harry nói trời nào khi mà Ron và Hermione với với là cái cốc của mình với lấy những cái ly của mình và định uống. We better not all drink them in here. Tốt hơn hết chúng ta không nên. <laughs> không 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 phải uh, uh, kiểu kiểu như là nó nó không hẳn là nhớ bởi vì kiểu ngày trước hay đọc truyện này thì bây giờ khi mà miêu tả một cái con uh... Uh, con quái vật đúng không thì thường nó sẽ miêu tả nước mũi hay là gì mũi mình đọc nhiều mình nhìn thấy nó nhiều thì mình mình nhớ thôi đúng không? Ừ, Đâu rồi we better not drink all we uh, we better not all drink them here. Đấy, vậy thì tức là tốt hơn hết chúng ta không nên uống tất cả cùng một lúc vào cùng một thời điểm trong cái nơi này. Once we turn into crab and oil, uh, we won't fit. Một khi mà chúng ta đã biến thành cái thằng crab và goil thì chúng ta sẽ không vừa vặn với cái quần áo cái từ fit ở đây là dạng động từ nhá, and listen about no pixie và cái con cái con cái cơ thể cái con kia mà cái 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 đứa con gái mà định biến thành ấy thì nó no pixie cái này có thể được hiểu pixie á thì nó nó là tiên răng à, vậy thì đây ý mà tiên răng thì nó đâu có mặc quần áo gì đâu đúng không vì vậy cho nên là đây chắc là à nó sẽ miêu tả rằng à một khi Uh, một khi biến thành cái con Millicent đấy Thì cái con bé Hermine nó cũng không vừa vặn được quần áo Đúng không? Nó sẽ gọi là rơi hết quần áo ra Good thinking um, Suy nghĩ tốt lắm Sẽ Ron unlocking the door uh, Mở khóa cái cánh cửa ra We'll take uh, we'll take separate cubicles Chúng ta sẽ Mỗi người có một cái buồng vệ sinh riêng đó, Separate Tức là à, ở dạng tính từ tức là phân biệt Còn cubicles là các cái buồng đó, à, Các cái buồng Um, careful not to spill a drop of his polyjuice potion. Harry slipped into the middle cubicle. Cẩn thận không có làm đổ một giọt bất cứ một giọt nào của cái thuốc đa dịch của cậu ấy ra. Bên ngoài, Harry trượt vào cái buồng ở giữa. Cái từ slip nhá, slip thì bình thường nó về kiểu trượt đó, trượt chân đó. nhưng mà đây chúng ta phải hiểu là à, nó đang lẻm vào đúng không? Nó lách người qua cái buồng ở giữa để mà nó đi vào trong. Uh, spill nhé tức là à, làm đổ. Uh, nó còn có thể kiểu như là làm gọi là làm làm tràn ly nữa cơ. Rồi really ready, he called sẵn sàng chứ. Rồi tất cả mọi người đều sẵn sàng rồi came Ron and Hermione's voices. Cái này em mình đọc tắt đó. Đấy chứ còn Hermione nhỉ Giọng nói của Ron và Hermione đúng không cùng vang lên cùng một lúc one two three, 1 2 3. Pinching his nose, Harry drank the potion down to into large gulps. Bịt mũi lại. Cái từ pinch thì nó có nghĩa là bấu, bấu à à à cái, cái, ngôn ngữ vùng miền thì mình gọi đó là bấu cấu 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 đúng không bình thường đó là hai cái ngón tay nó cấu vào nhau như thế này này đấy nhưng ở đây mình phải hiểu con là bịt mũi lại Harry uống cái potion đúng không uống cái thuốc đa dịch của cậu ấy xuống cổ họng trong hai hớp Đấy, cái từ gấp ở đây thì bình thường tức là mình há mồm ra xong mình lấy hơi vào ấy. đấy kiểu đấy thì nó gọi là một gấp vậy thì đây ngụ nhá hai ngụ it tasted like overcooked cabbage cái cái thuốc đấy nó có vị như là cái bắp cải mà nó đã gọi là bị uh, bị 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 uh, nấu chín quá. Đấy bởi vì overcooked ở đây tức là à, một thứ gì nó nấu quá đúng không? Đến mức mà nó gọi thành bã rồi, nó nhừ ra rồi. Còn cabbage có nghĩa là kiểu bắp cải thôi. Immediately his inside started writing uh, as though he just swallowed live snakes. <laughs> Ngay lập tức cái bên trong, bên trong tức là cái lục phủ ngũ tạng bên trong đúng không? Đấy, nó bắt đầu rising cái từ rise nha, từ rise có chữ e nữa ấy thì nó có nghĩa là um, ví dụ một cái con rắn, không, một cái con côn trùng hay là một cái con sâu ấy, khi mà nó kiểu như là uh, đây này <laughs> nó nó uốn éo trên cái mặt đất ấy, thì tức là nó đang rise đúng không? Ê, nó nó co quặp vào rồi là nó ngọ nguậy cái cơ thể của nó vậy thì đây tất cả những cái lục phủ ngũ tạng nó bắt đầu có quặp vào nó bắt đầu kiểu ngọ nguậy như thể cậu ấy vừa mới nuốt xoa lầu nuốt nhá uh, những cái con rắn sống cái những cái con con rắn mà còn sống live snakes doubled up he wondered whether he was going to be sick tức là kiểu doubled up ở đây uh, nó có nhiều ý nghĩa quá trườn đúng rồi ngọ nguậy lượn Nói chung là có nhiều ý nghĩa đúng không? Cứ hình dung bây giờ đi. Uh, một con sâu ấy khi mà nó ở trên mặt đất ấy thì nó dãy dãy đúng không? Rồi nó uốn lượn nhiều đường. Đấy. Còn double đắp, đắp, đắp ở đây có thể hiểu là à gấp đôi đúng không? Chắc là ở ngụ thứ hai chắc nó có nhiều ý nghĩa quá. Đấy chắc là mình nghĩ ở đây là ngụ thứ hai ấy. he wondered cậu ấy tự hỏi rằng là liệu rằng cậu ấy có trở nên buồn nôn hay không. Nhớ này, cái từ sick ở đây ấy, nó không phải là ốm đâu mà nó có nghĩa kiểu mình cảm giác nó muốn ói, muốn nôn. Then, uh, then a burning sensation spread rapidly from his stomach to the very ends of his fingers and toes. Sau đó một cái cảm giác bùng cháy, à, cảm giác gọi là kiểu như bị bỏng. Bởi vì sensation nha, tức là à một cái kiểu như cảm giác nó liên quan đến giác quan, còn burning đúng không? bị đốt cháy. Thì nó lan tỏa rất nhanh từ bụng của cậu ấy tới những cái đầu ngón tay và ngón chân. Ừ. Chúng ta sẽ có very ends ở đây ends là cái phần cuối cùng á. Đây đây là dạng danh từ và very nó nhấn mạnh danh từ ở đằng trao, ở, ở phía sau. Tức là chính những cái phần cuối cùng, đấy, chính những cái 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 đầu ngón tay và ngón chân, fingers tay này, toes chân đúng không ngón chân. Next bringing him um, gasping to all fours came a horrible melting feeling as the skin all over his body bubble like hot wax. Tiếp theo thì nó tiếp theo khi mà cậu ấy gọi là trụ cả bốn chân uh, không không trụ cả gọi là cả tay và người ấy nó khuỵu hết xuống đất. Bởi vì phân tích nhá, chúng ta sẽ có là all fours, con người thì nó có bốn chi. Đúng không? Ê, vì vậy cho nên là à khi mà kiểu all to all fours như thế này tức là cả tay cả chân đều đang chống xuống đất. Đây nó quỵ xuống. Gasp thì tức là à mình 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 há mình há mồm ra xong rồi mình thở hổn hển, mình lấy hơi vào ấy. Thì tức là thằng này nó đang chuyển hóa và nó hổn hển đúng không? Nó nó ngã quỵ người nó xuống cả bốn tay cả cả hai tay hai chân đang chống xuống đất. Và sau đó thì nó có một cái horrible melting feeling, một cái cảm giác tan chảy rất kinh khủng ở trong bụng đúng không? Có thể kiểu trong cơ thể. Cái từ melt thì nó có nghĩa là tan chảy từ melt tan chảy uh, khi mà khi mà cái lớp da xung quanh cơ thể của cậu ấy thì nó sủi bọt nó 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 gọi là nổi bọt lên như là những cái lớp nhựa cứng mà đang nóng ấm <laughs> cái từ bubble ấy thì bình thường nó có nghĩa là bong bóng nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là cái cái đấy nó nó phồng rộp lên đúng không nó nổi bong bóng lên trên cái uh, làn da như là hot wax Wax thì đó là cái um, sáp uh, vuốt tóc nhé, nhưng mà chúng ta phải hiểu đây là nó còn miêu tả cái chất liệu đấy nữa, nó miêu tả cái chất đấy, đấy. cái cái lớp sáp. And before his eyes, his hands began to grow, the fingers thickened, and and, and the nails broadened, and the knuckles were bulging like boats. Và trước trước cái con mắt của cậu ấy, thì cái đôi bàn tay, cái gọi là tay, thì nó bắt đầu mọc xa hơn bởi vì thằng kia nó béo hơn đúng không cái cái thằng mà biến hình ấy nó béo hơn thế cho nên tay nó phải dài ra nhá và fingers cái ngón tay này thì nó thicken thick là dày vậy thì đây tức là à cái ngón tay nó phồng rộp lên đúng không nó dày hơn cái móng tay thì nó rộng hơn nó mọc rộng ra cái từ broad bình thường có nghĩa là cái tính từ wide là rộng á đấy vậy thì đây có nghĩa là nó mở rộng ra và cái knuckles cái cái đốt ngón tay thực tế ra đây này nó là cái cái cục này này nó gọi là cái knuckle này đấy mình không biết tiếng Việt nó nên gọi là cái gì. Cái này nó cũng gọi là cái knuckle này. Đó. Cái knuckles thì were bulging. Bulge một thứ mà nó bulge tức là nó lồi ra, nó phồng ra. Đấy như kiểu là các cái con ốc. Bulge đúng không? His shoulders stretched painfully and a uh, prickling on his forehead told him that that hair was creeping down towards his eyebrows. Cái đôi bờ vai thì nó nó giãn ra một cách đầy đau đớn. Đó, cái từ stretch nhé tức là nó giãn dài nó kéo dài ra và đây đầy đau đớn đúng không Painfully, pain là đau mà nỗi đau và một cái prickling on his forehead forehead là cái chán bởi vì for là before tức là phía trước ấy và đây là à trước đầu thì đó là chán đúng không prickle là cái gì ví dụ nhé chúng ta um, mình uống uh, chất kích thích không không uống 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 cái gì được nhỉ ví dụ như bây giờ uống uh, bỏ hút đi Đấy, thì thường mình sẽ có cảm giác là à giống như kiểu có những cái li ti nó nổi lên trên da của mình ấy đấy vậy thì tức là khi đó nó cảm giác như là những cái thứ đấy nó đang prickle mình nhá prickle có thể hiểu là cái kim nó đang chọc vào đấy và ở prickling có nghĩa là ở đây một cái cảm giác là kiểu như nó 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 nó, nó, nó như kiểu là rất là nhiều cái kim nó đang đâm vào mình á ừ, thì đấy ở prickling thì nó nói với cậu ta rằng là cái tóc nó đang mọc dần ra xung quanh về phía cái lông mày của cậu ta đấy tóc này thì nó đang mọc dần ra về phía lông mày ờ, cái từ creep nhá bình thường ấy nếu mà từ creep thì tức là nó mon men nó dần dần nó đến gần mình đây, đây, kiểu như là một người rất là, là 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 đáng sợ đúng không dần dần nó cứ mon men nó đang theo dõi nó nó tiến đến về phía của mình và đây tóc nó creep down nó mọc ra Chia xuống hướng của lông mày his ropes ripped Uh, his, ropes ripped as his chest expanded like a barrel, bursting in hoops. cái bộ áo choàng của cậu ta thì nó rách ra cái từ rip ở đây à nó rách ra này khi mà cái bộ ngực cái lồng ngực nó căng phòng từ từ nó căng phòng nó nở rộng như là một cái thùng um, nó bị vỡ ra những cái vòng của nó đấy bởi vì chúng ta phải hiểu đó, một cái thùng là một cái hôm qua đúng không? À, bạn nào mà xem mình cái livestream hôm qua chắc là mình vẽ nó rất là kinh tởm. Đây, ví dụ đây là cái thùng của chúng ta. Đấy thì nó có các cái húp xung quanh nó. Đó, vậy thì nếu mà nó cái thùng đấy mà nó bị vỡ thì tức là những cái húp này nó sẽ gọi là uh, nó cũng vỡ theo. Đúng không? Vậy thì đấy, barrel là thùng nha còn expand tức là mở rộng ra là à gia tăng được cái kích thước của nó. Và đây burst thì tức là à mình phá vỡ. Đấy mình làm nổ đúng không? Cái húp các cái vòng xung quanh cái thùng đấy. His feet were agony. His feet were agony. In shoes for four sizes too small. Cái bàn chân cái chân của cậu ấy were agony. Agony có nghĩa là một cái từ nó gọi là đau. Đấy, uh, trong những cái đôi giày mà nó gọi là nhỏ hơn 4 kích cỡ. Tức là bình thường cái chân của cái thằng kia đúng không nó to hơn 4 cỡ so với chân của Harry á. Uh, four sizes too small. As uh, suddenly as it had started, everything stopped. Start. Uh, cũng như là nó đến bất thình lình thì mọi thứ nó tự nhiên nó dừng lại. Cũng như là bất thình lình khi mà nó bắt đầu, đúng không? Uh, mọi thứ nó dừng lại. Cái từ suddenly nhé, bất thình lình nhé, tự nhiên nó xảy ra. Harry lay face down on the cold stone floor, listening to Myrtle gurgling mor morosely in the end toilet. Harry nằm xuống, face down tức là à, nằm cúi mặt, mặt đang úp xuống đất. À, trên cái nền nhà bằng đá rất là lạnh lẽo à anh em nhớ thở nhớ nhớ thả tim nhé để cho nó tương tác nó thu hút nhiều bạn hơn uh, Cold stone floor tức là cái nền nhà bằng đá rất là lạnh này và lúc đấy harry nghe thấy cái tiếng con ma mơ đồ nó đang sòng sọc rất là buồn bã trong cái toilet cuối cùng sòng sọc tại sao lại sòng sọc bởi vì cái con ma đấy nó ở dưới cái bồn cầu thế cho nên nó sẽ bị ngập nước ấy và khi mà mình đồng 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 như thế thì nó gọi là google. Đấy, gurgle. Cách giải thích rất là <laughs> đầy tính sinh động đúng không? Google. Đó thì đấy, long sòng sọc. Còn ly thì cái rose thường là hoa hồng đó. hoa hồng thì đại diện cho một cái gam màu cái sắc buồn. Và rose đó đó chính là tính từ buồn. Đấy, một cái gì thứ gì mà nó rất là ảm đạm đúng không? Nó rất là buồn. Ở cái toilet cuối cùng n n phía cuối này. Đấy, toilet cuối cùng. With difficulty he kicked off his shoes and stood up. Với cái sự khó khăn chật vật, cậu ấy đá cái đôi giày của mình ra. Uhm. Vô cùng chân thật. <cười> <cười> Giải thích những cái những cái từ mà nó gợi cho mình cái âm thanh ấy thì nói chung là cần phải có, cần phải nghe được chứ không mọi người không bao giờ mọi người hình dung được đâu. Nó phải có âm thanh cơ. Và sau đó thằng đấy Harry nó đứng dậy. So this was what it felt like being go uh, goyal. À, hóa ra đây là cái cảm giác khi mà biến thành goyal. His khi, khi mà là goyal. His large hands trembling and he pulled off his old ropes which were hanging a foot above his ankles. Cậu cái bàn tay lớn của cậu ta thì run rẩy. tremble là run rẩy này. Cậu ấy cởi bỏ cái áo choàng cũ của mình ra, pull gọi là pull kéo kéo ra, đúng không? Và đây là off có nghĩa trạng thái tách rời, kéo ra which were hanging cái áo choàng này nó đang uh, lơ lửng nó đang lấp lửng tầm khoảng một bàn chân trên cái uh, trên cái mắt cá của cậu ấy tức là nó bị cọc á đấy nó bị cọc nó bị cọc tầm khoảng gọi là hơn một bàn chân uh, ankle nhá ankle là cái mắt cá chân Ở tự nhiên mình nghĩ đến cái bộ phận của bàn chân thì cái heel á cái heel nó là cái gót đấy và một cái điểm yếu thì nó gọi là Achilles uh, Achilles heel Achilles heel. Đấy cái điểm yếu của mình. Gót chân uh, gót chân uh, asin đấy đúng không? Uh, Achilles heel. Đó là cái uh, điểm yếu nhá. À cái tiếng uống nước nhá, tiếng goggle ấy, <laughs> tiếng uống nước. Uh, put on the spare ones and laced up Goyle's boat like shoes. Cậu ấy mặc Pull, pull, on ở đây kiểu mặc lên á mặc cái uh, áo choàng dự trữ bởi vì từ spare tức là mình có thể kiểu đẻ ra đấy một thứ mà nó uh, mang tính chất đề phòng nhé yeah. và lace up lace là cái dây ở dạng động từ tức là làm một hành động gì đó liên quan đến dây vậy thì đây có nghĩa là buộc cái dây dày đó lace up ở đây buộc cái dây dày đây này đằng sau nó có shoes đó cái dây những cái dây ấy nó to như là những cái cái thuyền <laughs> nó có có hình dạng hoặc là cái kích cỡ nhìn nó như là những cái thuyền để boat line ở đây là à, giống cái boat giống những cái thuyền dày nó to như thế đấy tiếp theo này he reached up he reached up to brush his hair out of his eyes and met only the short growth of uh, riley bristles từ từ tí nữa mình xem lại cái từ này nó là cái gì cậu ấy reached up tức là cậu ấy với lên cậu ấy đưa tay với lên để mà brush his hair uh, out of his eyes Brush thì bình thường nó là cái bàn chải nhưng ở dạng động từ như thế này tức là sủi sủi. Đấy, đấy sủi sủi nó đi đúng không? Sủi cái tóc ra khỏi mắt của cậu ta. Và um, và met only tức là à chỉ có nhìn thấy cái short growth of right gọi là um, wiry bristles hoặc là bristles gì đó từ từ này. Cái từ bristol thì ở đây nó có nghĩa là những cái cái tóc mà nó kiểu như là cứng, nhá tóc cứng và ngắn thì nó gọi là bristol. Hoặc là những cái cái bộ phận Cứng Nó mọc ra từ những cái con vật ấy Ví dụ con nhím ấy, Thì nó sẽ có rất là nhiều Bristol Được chưa Đó, Vậy thì đây Chúng ta phải hiểu là tóc đấy, Những cái sợi tóc Nó dựng lên Và tiếp theo rye. Right, từ này Xem nào Từ wire Thì nó có nghĩa là dây Nhưng mà mình đang nghĩ xem là Cái từ này nó có liên quan Cái từ wire đấy không uh, Wiry Wiry bristles Từ từ trách lại xem nhá Ừ, nó có nghĩa là những thứ gì đó mà nó mảnh khảnh như dây đúng rồi Ê, tại sao mình là không nghĩ ra nhỉ à, bởi vì wire tức là dây mà dây thì nó mỏng đúng không dây thì nó kiểu như cái cái bề dày của nó không nó rất là, là, là nhỏ ấy thế cho nên đây những cái tóc cứng và nhỏ low on his forehead ờ, vậy thì đó là những cái tóc mà nó mọc ra rất là thấp ở cái chán của cậu ta Đấy, mọc ra ở trán của Harry. Then he realized that his glasses were clouding his eyes. Sau đó, thì Harry nhận ra rằng cái cặp kính thì nó đang che mờ cái đôi mắt của cậu ấy. Bởi vì thằng thằng kia nó, thằng kia nó có bị cận đâu, đúng không? Nó không bị cận. Mọi người nhìn này, từ cloud, đám mây ở dạng động từ, tức là nó đang che khuất, nó đang che khuất cái đôi mắt của cậu ta. Because Goyle obviously didn't need them. Bởi vì thằng Goyle hiển nhiên nó không có cần đến cặp kính. He took them off and called, are you two okay? Uh, cậu ấy cởi kính ra, bỏ kính ra và sau đó gọi với ra với Ron và hermy Hai cậu ok chứ? Goyle's low rasp, uh, rasp, of a voice, rasp of a voice issue from his mouth. Cái giọng nói khàn khàn rất là thấp. Uh, từ của thằng Goyle ấy thì nó gọi là phát ra từ miệng của cậu ta đầu tiên này mình phải phân tích một chút low thì đó là thấp tức là cái giọng nó rất là trầm kiểu trầm đúng không và tiếp theo từ rest là gì từ rasp là một cái rũa móng tay hoặc là một cái rũa đồ ăn đấy thì nó gọi là một cái rasp. thế thì đây có nghĩa là một cái tông giọng nó rất là trầm và nghe nó nó xạo xạo ở trong cổ họng ấy thì đấy chúng ta phải hiểu là như thế ở a voice issue issue là vấn đề ở dạng động từ tức là à nó tỏa ra nó phát ra Đấy, nó phát ra từ miệng của cậu ấy here yeah. came the deep grunt of crap from his right sau đó ơ ừ, mọi thứ ổn một cái giọng nói nó lại là cái từ grunt miêu tả nó rất là khó cái giọng nói mà khi mà mình nói rất là trầm và có vẻ như là mình đang gầm gừ ấy đấy thì nó là từ từ grunt yeah. vậy thì đây là một cái giọng nói rất trầm và có vẻ đang gầm gừ của crap thì nó nó phát ra từ cái buồng bên tay phải đó, nó phát ra từ bên tay phải của Harry. Ừ. iPad là là họ hàng chung với lại MacBook mà thì cài là có thôi nhá, cài là có từ điển. Harry unlocked his door and stepped in front of the cracked mirror. Harry mở khóa cái 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 cửa buồng ra, cái cửa buồng vệ sinh ra và sau đó thì bước lên trước cái tấm gương nó bị uh, nó nó bị vỡ. Chúng ta có là step ở đây là bước đúng không? Bước lên. Uh, in front of tức là phía trước và tiếp theo này crack là một cái vết nứt đấy vậy thì nếu mà cracked mirror như thế này tức là cái gương nó đã bị nứt rồi nó đã bị có rất là nhiều mảnh vỡ rồi. Goyle stare back at him uh, out of out of dull, deep set eyes. Goyle ấy thì bây giờ đang nhìn chằm chằm về phía của Harry uh, qua cái con mắt mà nó rất là vô hồn và nó um, nó nó đục. Nhá, nó đục và nó vô hồn bởi vì này đầu tiên từ đau từ đau thì bình thường nó có nghĩa là buồn chán nhàm chán nhưng ở dạng màu sắc ấy thì tức là một cái màu nó rất là cái gam của nó nhạt nó cái gam màu của nó rất nhạt Đấy, vậy thì một đôi mắt, đúng không? Nếu mà gam màu nó nhạt, ấy, nó đau, thì tức là mắt nó hơi mờ đục. Và deep set, tức là cái nhìn nhìn nó vô hồn. Đó, bởi vì đít là phía sâu, set là đã được gọi là thiết đặt đúng không? Đã được đặt ở đâu đó và để đặt ở phía... cái cái con ngươi nó đặt ở rất sâu. Đấy, chúng ta có thể hiểu là như thế Cái con người nó nó bé tí hon Nó rất là nhỏ và nó nằm sâu Harry scratches here uh, So did Goyle Harry gãi tai của cậu ấy Và ở trong gương thì thằng Goyle nó cũng đang gãi tay uh, Cái từ scratch nó có nghĩa là kiểu gãi nhá, Tạo ra những cái vết xước Ron's door open cái cánh cửa bên buồng của Ron thì nó mở ra. They stare at each other. Except that uh, he looked pale and shocked. Ron was indistinguishable from craft. Uh, from the pudding from the pudding basin haircut to the long gorilla arms. Now, ngoại trừ cái việc đó là họ là 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 cậu ấy Ron ấy nhìn rất là nhợt nhạt và đang sửng sốt. Cái từ pale có nghĩa là kiểu gam màu bên ngoài đúng không? Mặt cắt không còn giọt máu. Đấy, để nó rất là nhợt nhạt shock thì ai biết rồi so Ron was in gọi là was indistinguishable distinguish gốc từ thì nó có nghĩa là phân biệt và đây distinguishable có nghĩa là có thể phân biệt và indistinguishable không thể nào phân biệt được đó với lại thằng crab tức là nó đã giống rồi đúng không? cực kỳ là giống rồi hai người giống nhau rồi và nó giống từ cái mái tóc mái tóc uh, mọi người có biết cái món nó gọi là tóc bốc không cắt bốc ấy. cái 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 mái tóc bốc ấy. Ờ, từ ngữ địa phương của mình thì mình gọi đó cái mái tóc bốc ấy, nó kiểu như thế này này đây nha cái đầu của mình đây nhá thì đây nó cắt uh... <laughs> cắt cắt bốc mọi người biết cái cái món nó gọi là cắt bốc không Đấy giống như kiểu bây giờ úp một cái 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 bô vào đầu ấy, xong rồi cắt xung quanh cái phần tóc thừa đó thì chúng ta sẽ có basin trước, tức là cái chậu nhá và pudding pudding tức là à cái bánh pudding đúng không cái bánh pudding thì hình của nó như thế này này đấy nó có các cái um, phần ở đây này có các cái rãnh bánh ở đây đúng không đấy, và đấy là cái bánh pudding đó có thể hiểu là cái đầu bốc nha đúng không? đầu dừa đúng rồi đầu dừa ờ, tùy vào vùng miền đấy thì nó gọi là đầu dừa hay là đầu bốc ấy. đấy và đây nó giống từ cái mái tóc đấy cho đến những cái cánh tay rất là dài và to như là tay vượn <laughs> bởi vì gorilla đúng không tức là những cái con 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 vượn mà This is unbelievable. Điều này không thể tin được. Set Ron approaching the mirror and prodding Crab's flat nose. Unbelievable. Ừ. Đây là tập 2. Không thể nào tin được. Uh, Ron nói như thế và tiến gần lại cái bức gương, Sao? cái bức gương, cái tấm gương. Tiến gần lại cái tấm gương và sau đó chọc, chọc vào cái mũi phẳng lì của thằng Crab và thốt lên, ôi không thể nào tin được là cái từ prod nha, prod là chọc chọc vào cầm ngón tay này, chọc chọc vào prod và tiếp theo approach bình thường nó có nghĩa là tiếp cận một thứ gì đó nhưng mà bây giờ mình phải hiểu đó là đi gần đến cái tấm gương flat thì nó có nghĩa là phẳng cái mũi cái mũi mà nó bị thấp ấy, cái mũi thấp nha, cái mũi thấp we better get going tốt hết là tốt hơn hết là chúng ta nên đi thôi, said Harry loosening the watch that was cutting into Goyle's uh, thick wrist. Tốt hơn hết là chúng ta nên đi, Harry nói như thế Và loosen, tức là kiểu gỡ lỏng ra Tháo lỏng ra, và đây có thể hiểu là Tháo cái đồng hồ ra đúng không That was, không 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 phải, có nghĩa là kiểu nới lỏng Cái đồng hồ ra, mà cái đồng hồ đấy Nó đang uh, bám chặt vào, nó đang cắt vào Cái cổ tay rất là dày Của thằng Goyle ừ. Bởi vì tay nó to hơn mà, đúng không Thick wrist uh, we've, we've still got to find out where the Slytherin common room is I only hope that we can find someone to follow chúng ta vẫn còn phải tìm xem xem là nơi nào là cái căn phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, đấy, where cái căn phòng đấy nó ở đâu, đấy, common room phòng sinh hoạt chung, I only hope tớ hy vọng rằng đúng không chúng ta có thể tìm thấy một ai đó để mà đi theo. Ron who had been gazing at Harry said, you, you don't know how bizarre it is to see Goyle thinking. này Ron nói rằng uh, Ron người mà đã nhìn chầm chầm vào phía của Harry cứ từ gaze gaze nha có chữ e nữa ấy, thì tức là à mình nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó không có rời mắt đó có thể nó có hai văn cảnh một đó là mình nhìn theo cái kiểu là mình đang sửng sốt mình tọc mạch mình tò mò thứ hai đó là mình nhìn theo cái kiểu mình ngưỡng mộ đó, mình đang đắm đuối nó có hai văn cảnh đấy rồi tiếp theo là you don't know how bizarre bizarre có nghĩa là kỳ cục lạ lùng Cậu không biết rằng là nó bên ngoài nó nhìn vào lạ lùng như thế nào khi mà nó thấy rằng là Goyle đang suy nghĩ đâu. đúng no, không? No. It is to see Goyle thinking. He banged on Hermes' door. Cậu ấy đập vào cái cánh cửa của cái con Hermes. Tức là cái con Hermes nó đang ở trong đấy. Cái từ bang nha, bang á, bang uh, vụ nổ đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là đập cửa. Come on, we need to go. Nào, nhanh nào chúng ta cần phải đi. A high pitch voice answered him. Một cái giọng nói the thé tông giọng rất là cao trả lời Ron I I don't think I'm going I'm going to come up after all you go on without me đây có một cái giọng nói high pitch pitch có nghĩa là một cái đường biên nhưng mà nó còn thể hiểu là quãng âm nữa cái quãng âm đấy vậy thì đây quãng rất là cao đúng không tức là một cái tông cao answer him tức là trả lời cậu ấy tớ không nghĩ rằng là tớ có thể đi được um, after all đây là kiểu sau cùng sau cùng tớ không nghĩ là tớ đi được đâu các cậu cứ đi đi mà không có tớ. Hermie, you know Millicent Boucher is ugly. No one's going to know it's you. Hermie này, cậu biết rằng là cái con đấy, cái con Millicent đấy nó ugly mà nó xấu mà. Không ai sẽ biết rằng đó là cậu đâu. No, really, I don't think I'll come. Thôi, thật mà, tôi không nghĩ rằng là tớ sẽ ra ngoài đâu. You to hurry up, you're wasting time. Hai cậu nhanh lên, hai cậu đang lãng phí thời gian đấy hurry up ở đây là kiểu như nhanh lên nha, nhanh 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 lên. Đó, và waste lãng phí đúng không? Uh, Harry looked at Ron bewildered. Harry nhìn về phía của Ron và khó hiểu. có cái vẻ mặt nó rất là 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 confused, rất là bối rối khó hiểu. Bởi vì này, wild hoang dã. Đấy thì mình có thể hiểu là giống như kiểu bây giờ mình đang bị thả vào một cái miền hoang dã gì đấy mình không biết uh, phải sinh tồn như thế nào ấy, bewildered. Yeah. À, cảm giác nó rất là bối rối Không biết chuyện gì đang xảy ra That looks more like Goyle Ờ cái vẻ mặt đấy nhìn nó giống cái thằng Goyle đấy Said Ron, that's how he looks every time a teacher asks him a question Đúng rồi đấy Cái vẻ mặt đấy mới là cái vẻ mặt của thằng Goyle Ron nói Và đó là cái Cái cách mà nó Vẻ mặt bên ngoài của nó thể hiện Mỗi lần một giáo viên hỏi nó một cái câu hỏi gì đấy hmm? Ờ thế à? Ờ, check lại nhé. Bewildered. Đúng không? Ok. Uh, bewildered. Rồi cái từ này thực tế ra nó là một cái từ mà nó ít khi sử dụng á. Thế cho nên uh, mình có dùng mấy đâu. Ừ, mình nhìn thấy là phát âm xem là ở uh, cũng có thể là nhiều khi nó nhầm. Uh, bởi vì uh, cứ dựa vào từ wild á. Uh, bewildered. Rồi that's how he looks every time a teacher asks him a question. Đó là cái vẻ mặt bên ngoài của nó. Mỗi khi, mỗi lần mà một giáo viên hỏi nó một cái câu hỏi. Thường á, dùng cái từ confused là được rồi. Nha, nhìn bên ngoài hoặc là puzzled. Thế là ok. are you okay? Này, Hermie, cậu có ổn không? Set Harry through the door. Harry nói qua cánh cửa như thế. Fine, I'm fine, go on. Tớ ổn mà, tớ ổn mà, đi đi. Uh, Harry looked at his watch. Harry, uh, đúng không? Thế kiểu, cái từ này nó là một cái từ hiếm gặp á. Một cái từ hiếm gặp nó thường chỉ dùng trong những cái cuốn sách mà nó đang uh, nói về văn học hoặc là nó đang miêu tả một cái khung cảnh mà nó cần đến cái tính chất nó gọi là liên quan miền hoang dã đấy kiểu như là mình bị thả vào miền hoang dã đúng không vẻ mặt nó rất là khó hiểu um, giống như một người tối cổ <laughs> đâu rồi Harry nhìn vào đồng hồ của cậu ấy này five of their precious sixty minutes uh, 60 minutes had already passed năm trong số sáu mươi phút quý giá thì nó đã pass rồi precious là quý giá à cái con Gollum trong cái bộ phim chúa tể những chiếc nhẫn đấy nó gọi cái nhẫn của nó là my precious đúng không my precious my dear uh, my precious đã kiểu thế 60 minutes 60 phút rồi đã đã trôi qua we'll meet you back here all right chúng tôi sẽ gặp lại cậu ở đây nhé ổn không uh, he said Harry and Ron opened the door of the bathroom carefully check that the coast was clear and set off mm. Harry và Ron mở cái cánh cửa ra, mở cái cánh cửa của cái phòng vệ sinh một cách rất là cẩn thận. Check xem là ở bên ngoài có ai không và sau đó thì bắt đầu đi. Đấy, cái từ set off ở đây nha, tức là bắt đầu đi thôi. Nhưng mà từ từ này, có một thành ngữ rất hay đó, the coast was clear. Xem, 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 xem là cái, cái, cái coast, tức là cái bờ biển đấy. Cái bờ biển nó có clear hay không? Đó, đây đây là một thành ngữ nhá, tức là xem xem cái tình thế nó có an toàn hay không hoặc là xem xem có ai đang theo dõi, xem xem có ai đang rình mò mình hay không. Đó, don't swing your arms like that. Harry muttered to Ron. Đừng có vung cái tay của cậu như thế. Harry thì thầm với lại Ron. Swing, swing có nghĩa là kiểu đi theo cái hướng nó gọi là parabol nữa. Đây này, đi từ vế này sang vế kia đấy. đi vòng 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 swing đừng có lắc cái tay của cậu đúng không? đừng có vung vẩy cái tay của cậu như thế. Harry muttered to Ron. À, bạn yêu cầu đọc chậm lại à? OK. Đọc chậm lại thì nhiều khi mình không quen với cái cách phát âm ấy thì nó hơi bị gượng gượng. Mutter tức là à, nói thầm nhá. Eh, cái gì cơ? Crab holds them sort of stiff. Crab nó giữ những cái cánh tay của nó khá là stiff, có nghĩa là kiểu khá là cứng chứ nó không có vung mềm mại như thế đúng không stiff coi là cứng á how's this thế thì như thế này thì làm sao yeah that's better rồi đó tốt hơn rồi đúng không nhìn nó giống hơn rồi đấy they went down the marble staircase all they needed now was a Slytherin whom they could follow to the to to the Slytherin common room but there was nobody around họ bắt đầu đi xuống cái cầu thang cẩm thạch marble nhá marble là cái viên bi á đấy ngoài ra nó còn miêu tả Ám chỉ cái vật liệu để mà làm lên cái viên bi Cầm thạch uh, Staircase, cầu thang này Tất cả những gì họ cần bây giờ Đó là một cái học sinh của nhà Slytherin Người mà cậu ấy có thể follow Họ có thể follow Họ có thể đi theo tới cái phòng sinh hoạt chung Của nhà Slytherin Nhưng không hề có ai ở xung quanh chỗ đấy cả Đó, mọi người biết cách dùng từ huông Với từ huông Thử, thử, thử Comment xem cho mình xem là Cái cách dùng hai từ này nó như thế nào who thì như nào và whom thì như nào? Who với whom ấy. Ừ. Cách dùng chúng nó như nào? Nhớ thả tim nha. Who sau đó là động từ còn whom sau đó cộng danh từ cộng với lại ờ. Ừ. Khá là chuẩn. Nói chung đấy là một cái một cái mẹo người ta nhìn theo cái bộ phận đúng không? Thành phần của 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 câu đằng sau nó là S thì tức là nó đang có một cái chủ ngữ mới vậy thì đó là hum còn phía sau nếu mà nó là v đấy một động từ thì tức là nó đang bổ nghĩa theo mệnh đề quan hệ cho cái hum ừ. nhưng mà thực tế ấy, thì chúng ta ư ừ, hiểu theo kiểu mẹo như thế không được nhưng mà nhớ này hum thì tức là một cái bộ phận một cái người mà mình đang ám chỉ đến còn hum thì tức là đấy là một cái đối tượng chủ động đúng không, đúng không? nó có nhiều cách giải thích mà rồi tiếp theo này uh, any ideas any ideas method? Harry, Harry thì thầm rằng là à có bất cứ ý nào không? Có có sáng kiến nào không? The Slytherins always come up to breakfast from over there. Set Ron nodding at the entrance to the dungeons. Những học sinh của nhà Slytherin thì luôn luôn đi đến bữa tối à không bữa sáng, luôn luôn xuống ăn sáng từ cái góc kia, đó từ cái chỗ kia kìa Ron nói như thế và gật đầu về phía cái cổng chờ um, cái, cái 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 lối vào của những cái hầm ngục đấy, nào chúng ta sẽ có từ nót nhé, bình thường nó có nghĩa là gật đầu nhưng mà đây chúng ta phải hiểu trong cái văn cảnh này tức là hít hít đầu kia kìa, ừ, ừ. hít đầu lại đúng không? entrance đó là cái lối vào và dungeons dungeons có nghĩa là cái hầm ngục đó, hầm ngục nha. The woods had barely left his mouth when a girl with long curly hair emerged from the engines. Các cái cái từ cái câu nói đó, cái câu nói đó, không không? bạn ấy nói cũng đúng đấy bạn bạn nghe này nói cũng đúng này tức là cái người bản ngữ nhá người ta người ta khi mà nói ấy, tức là người ta không có phân biệt giữa who và whom đâu đấy bởi vì chỉ khi nào trong những cái văn cảnh trang trọng thì người ta cái từ whom nó mới được sử dụng thôi thế cho nên khi mà trong khi mà mình xem phim hay là mình những cái ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày ấy, người ta dùng từ who với từ whom là interchangeable đó bạn ấy nói cũng vẫn đúng Đấy, bởi vì ngôn ngữ thông thường người ta bỏ qua cái hành cái cái việc này đó chỉ trong trường đại học khi mà cái 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 môi trường nó học thuật hơn nó yêu cầu cao hơn thì lúc đó nó sẽ dùng Hum chính xác còn bình thường người bản địa thông thường á, người ta đánh cháo hai từ này luôn đó đầu rồi ờ, cái 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 ngôn từ này cái cái tiếng nói đúng không Nó gần như là nó không thoát ra khỏi cái miệng của cậu ấy tức là thì thầm Cái từ barely nhá giống kiểu mình mình uh, cái cái việc đấy đúng không nó xảy ra nhưng mà xảy ra ở một cái mức độ ở một cái 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 phạm vi nó rất là nhỏ ấy. đấy barely gần như là không đúng không gần như là không rời cái miệng của cậu ấy khi mà một cái đứa con gái với cái tóc xoăn dài với tóc xoăn dài bởi vì từ curl curl có nghĩa là kiểu uốn cong đấy và curly có nghĩa là kiểu tóc xoăn nó xuất hiện từ cái cổng vào nó cái entrance cái cổng vào emerge bình thường nó có nghĩa là lồi lên trồi lên nhưng mà đây chúng ta phải hiểu là xuất hiện excuse me xin lỗi said harry uh, hurrying up to her we've for we've forgotten the way to our common room common room xin lỗi ron nói như thế và vội vã vội vã đi đến chỗ cái con bé đấy chúng tớ đã quên mất cái lối vào cái phòng chờ chung của chúng ta rồi cái phòng sinh hoạt chung của chúng ta rồi uh, speak nói sai thì vẫn hiểu nhưng mà viết <laughs> cái viết nếu mà mình viết sai như thế thì nó sẽ bị trừ điểm nặng ấy còn nói thì uh, nó được coi như là một cái slip đấy. Now, we're forgotten, tức là chúng ta đã quên rồi. We've forgotten nhá, yeah. the way to our common room. I beg your pardon. Cái gì? Um, cậu 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 nói cái gì cơ? Cái từ beg your pardon ấy, xin lỗi, ý của nó có nghĩa là kiểu excuse me ấy, cũng là một cái câu excuse me. Cái gì cơ? À, xin lỗi. À, anh có thể nói lại không đúng không? Kiểu như anh um, một cái phép lịch sự. I beg your pardon. Said the girl stiffly, our common room. I'm around I'm a Ravenclaw. Cái gì cơ, đúng không? Con bé đó nó nói lại, đó là cái nhà sinh hoạt chung của chúng ta. Tôi là một người, mình là một người học sinh của nhà Ravenclaw mà. Ừ. Cái từ stiff ở đây thì có nghĩa là kiểu cứng. Cái giọng nó rất là cứng, đúng không? Nói lại cứng. She walked away, looking suspiciously back at them. Uh, looking suspiciously back at them. Có nghĩa là con con bé đấy, nó bước đi. Đấy, và nó nhìn đầy ngờ vực về phía hai cái cậu bạn Harry và Ron. That's suspicious có nghĩa là cái từ tính từ ngờ vực nhé. Harry and Ron hurry down the stone steps into the darkness. Their footsteps echoing particularly loudly as Crab and Goyle's huge feet hit the floor. Harry và Ron vội vã đi xuống những cái stone steps, những cái bước thang, những cái bậc thang bằng đá đi vào bóng tối. Darkness, đúng không? Bóng tối. Cái bước chân của họ thì nó vang vọng rất là lớn khi mà khi mà cái bàn chân to lớn của thằng Crab và thằng Goyo, nó cứ thế nó đập xuống nền nhà. À, nó đập xuống mặt đất. À, chúng ta có này, đó là echo. Echo. Echo là một cái tiếng vang nhá, ở dạng động từ tức là à, nó đang vang thôi. Đây, rồi là tiếp theo là cái gì nhỉ? Có từ gì nó khó nữa Hết rồi đúng không? Particular thì là à, nó mang tính chất nhấn mạnh vào cái thằng đằng sau nhỉ? Particularly loudly, vô cùng là lớn đúng không? rồi feeling that this wasn't going to be as easy they, as they had hoped thì ấy, những cái bước chân đấy khi mà tiếng động nó rất là to thì uh, hai cậu bạn cảm giác rằng điều này nó sẽ không đi đúng theo cái kế hoạch đi đúng theo những cái sự dễ dàng mà cậu ấy đã hy vọng đấy nó không đi theo as easy không có dễ dàng như là họ đã hy vọng uh, the labyrinth the labyrinth the labyrinth passages were deserted Ok, đầu tiên ấy, cái Labyrinth thì nó có nghĩa là một cái mê cung. Đây, đây là dạng danh từ của nó nhá, Labyrinth, uh, dạng danh từ, còn đây là tính từ của nó này. Vậy thì đấy, có nghĩa là những cái lối đi zigzag, rắc, mê cung thì nó bỏ hoang, nó nó, nó không có một bóng người. Cái từ desert đó, uh, desert là sa mạc, desert là món ăn tráng miệng, nhưng ở dạng tính từ như thế này thì tức là deserted, tức là à, chống không, không có ai. They walked deeper and deeper under the school constantly checking their watches to see how much time they had left họ what deeper and deeper họ đi sâu hơn và sâu hơn xuống dưới cái um, phía dưới của trường và liên tục check cái đồng hồ của họ liên tục gọi là xem đồng hồ của họ để mà xem xem họ còn bao nhiêu thời gian còn lại này how much time này họ còn lại đúng không constant constant là 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 kiểu như một cái việc đấy nó diễn ra rất là thường xuyên nhá đấy, lặp đi lặp lại yeah. này, cứ nhớ thả tim cho mình nhá after a quarter of an hour just when they were getting desperate they heard a sudden movement ahead now sau khi tầm khoảng nó gọi là bao nhiêu a quarter một phần tư này tức là một phần tư của một giờ mười lăm phút đúng không rồi sau một sau mười lăm phút thì khi mà cái cái lúc đấy khi mà họ đã cảm thấy rất là tuyệt vọng rồi thì tự nhiên họ nghe thấy một cái chuyển động ở phía trước, một cái gọi là hành động ở phía trước, ở hết là phía trước này. Sudden movement, movement cử động đúng không? Chuyển động. Sudden, bất thình lình. À, rồi là desperate. Desperate có nghĩa là một cái trạng thái mà mình kiểu như khẩn khoản rồi là mình đang rất là tuyệt vọng. À, mình đang kiểu như là không còn hy vọng gì nữa rồi. Ha, sat run excitedly. There's one of them now miễn phí mà, lên uh, Google là ra nhá, miễn phí ngay. Ha, Ron nói một cách đầy phấn chấn. Đây rồi, có một thằng trong số những thằng đấy rồi đúng không? Có một người, có một học sinh của nhà Slytherin rồi. The figure was emerging from a side room. As they hurried nearer, however, their hearts sank. Cái bóng hình từ từ này từ này có nghĩa là con số dữ liệu nhưng mà chúng ta phải hiểu nó còn có nghĩa là cái bóng hình nữa nha cái bóng người á thì nó càng ngày nó càng tiến đến à không nó nó hiện ra từ một cái phòng kế bên một cái phòng nó gọi là phòng phòng cạnh đúng không phòng cạnh ví dụ bây giờ có phòng chính này đấy phòng học chính này đấy và cái phòng bên cạnh này đúng không đấy, thì nó gọi là cái side room yeah, cái side room rồi um, emerge có nghĩa là kiểu trồi lên lồi lên nhưng mà đấy nó còn có ý nghĩa bóng là xuất hiện nữa khi mà họ vội vã đi gần hơn đấy tuy nhiên cái tim của họ thì thụt lại <laughs> đầu tiên từ xanh quá khứ của từ sinh có nghĩa là kiểu nó chìm xuống nhá vậy thì đây chúng ta phải hiểu là thoát tim Thót tim nhá yeah, thoát tim it wasn't a Slytherin it was Percy oh không phải là một học sinh của nhà Slytherin mà nó chính là cái huynh trưởng cái anh Percy cái người quản giáo cái người quản lý nhà Gryffindor đấy. What you doing down here này hai cậu đang làm gì ở đây đấy à không không anh đang làm gì ở đây đấy down here tức là ở dưới này đúng không anh đang làm gì ở dưới này đấy set Ron in surprise Ron nói trong cái sự ngạc nhiên in surprise Percy look affronted <laughs> Percy cái anh huynh trưởng ấy nhìn vẻ mặt rất là affronted có thể được hiểu là như thế nào nhỉ Front là phía trước đúng không? À, thế thì Affronted Nhìn liên quan đến phía trước à? Đoán thử nhé Kiểu nhìn mặt không hiểu cái gì nó xảy ra Bởi vì mình hình dung như thế này Kiểu nhìn mặt đúng không? Nó thẳng tâm à, nó, nó đi đúng một đường à, Vậy thì tức là à, Mọi thứ nhìn nó đang vô định à, Và có một cái thứ gì đó khó hiểu Mình đoán như thế thôi Đoán như thế thôi Còn bây giờ cha nhá, Xem nào Affronted nó là cái gì? no, no, không phải từ từ này nhìn nó xấu hổ đó nhìn nó xấu hổ nhìn nó kiểu như là đang bị sỉ nhục ok affronted nó là thế à rồi cậu ấy nhìn thôi chết rồi ok nhìn nó 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 nó, nó kiểu như là bị sỉ nhục đúng không that he said stiffly is none of your business it's crap isn't it cái điều đó ấy, thì anh Percy nói lại theo cái giọng nó rất là cứng đúng không nói lại rất là cứng bởi vì từ stiff nó có nghĩa là cứng mà. À, đúng không? Vậy thì đây cái giọng nó rất là thô, giọng cứng, cứng nhắc. À, cái điều đấy không phải là việc của cậu. Cậu là crap đúng không? Đấy, cái nan of your business nhá, không phải là việc của mày, đúng không? Mày là crap có đúng không? Đây là câu hỏi đuôi này. Oh oh yeah, said Ron. Ron nói vâng vâng đúng rồi. Well, get off to your get off to your dormitories. Rồi, vậy thì hãy uh, đi về ký túc xá của cậu đi. Cái phòng ngủ của cậu đi đúng không? cái dormitory đây thì túc. Set Percy sternly. It's not safe to go wandering around dark corridors these days. Uh, có nghĩa là anh Percy nói lại một cái giọng nó được gọi là đầy nghiêm nghị từ stern stern nhá, vẻ mặt rất là nghiêm nghị này. Uh, it's not safe going. It's not safe to go wandering around. Nó không có an toàn khi mà cứ đi lang thang xung quanh những cái hành lang tối tăm đây. Um... Trong cái giai đoạn này uh, These days ở đây kiểu như những ngày này Đúng không? Có nghĩa là giai đoạn này Ở uh, cái thời điểm hiện tại Rồi uh, wonder nhá wonder, wonder nó có nghĩa là đi Mà không hề có mục đích Đi linh tinh thôi đúng không? Đi không hề có mục đích Rồi uh, you, are, you are Ron pointed out Cái gì? Anh là cái gì cơ? Um, Ron chỉ ra này Cái từ point out nó có nghĩa là kiểu chỉ ra một là chỉ tay, hai là à đưa ra một cái luận điểm gì đó, chỉ ra đúng không? Chỉ ra cái lý do, chỉ ra cái kết quả chẳng hạn. I uh, said Percy, drawing himself up, I am a prefect. Nothing's about Nothing's about to attack me. À, à hiểu rồi hiểu rồi. Cái chỗ này ấy, tức là Ron nó nói lại, Ron nó cãi lại rằng là ở ừ, anh mới là người đang đi lang thang ấy, trong những cái hành lang rất là tối đó và Percy có trả lời lại rằng là à anh kéo người dựng người dậy tức là kiểu như đứng thẳng dậy ấy, anh là một người huynh trưởng không có gì có thể tấn công được anh đấy, Đúng không đấy, nó, nó 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 giống như kiểu là à, học sinh thì phải vào trong ký túc còn tôi là huynh trưởng thì tôi phải đi tuần đi patrol cái từ draw nhá nó có nghĩa là vẽ nhưng mà nó còn có nghĩa là kéo nữa đấy vậy thì đây có nghĩa là uh, kéo người dậy đúng không? gọi là giúp người dậy. Rồi prefect thì nó có nghĩa là huynh trưởng, things about to not things about to attack me, không có gì um, sắp sửa có thể tấn công tớ có thể tấn công mình cả. Cái từ about á, about to do something thì nó có nghĩa là kiểu như một cái trạng thái sắp tới, sắp sửa làm gì đó, đúng không? A voice suddenly echoed behind Ron and Harry. Draco Malfoy was strolling towards them and for the first time in his life Harry was pleased to see him. Một cái giọng nói thì tự nhiên nó vang vọng lên đằng sau của Harry và Ron. Eco vừa nãy giải thích rồi nhé. Ừ. Không, live đến 12 giờ thôi. Không, có rồi đấy, có rồi đấy. Đọc cả quyển cái gì. Tức là bạn này chắc là xem live nó không đều đặn rồi. Có có thần chú rồi đúng không? Có cái serpent, serpent thigh cái gì gì đấy. Cái cái thần chú gọi ra cái con rắn ấy của thằng Draco Malfoy này rồi là cái thần chú hóa giải um, cái cánh tay bị lủng lẳng của của Harry á, đó có nhiều thần chú rồi. đâu nhá, um, Draco Malfoy thì nó đang gọi là đi một cách hậm hĩnh, không không, nó đang dạo bước đi lại về phía họ. cái từ stroll có nghĩa là đi một cách rất là thong thong thả thư thái, đó đi mà không hề lo bận cái điều gì cả, đấy nhá, đấy đấy, đấy là từ stroll stroll ừ, giống kiểu đi dạo á và cái lần đầu tiên trong đời thì Harry cảm thấy rất là hài lòng khi mà nhìn thấy thằng Malfoy. Đấy, khi mà thấy, đúng không? Thấy thằng Malfoy. Rồi please, hài lòng nhé. There you are. Cậu đây rồi. He drawled. Looking at them, have you, have you two been picking out in the Great Hall all this time? I've been looking for you. I want to show you something really funny. Cái gì? Hai cậu đây rồi. Thằng Malfoy nó nói, nó... Khó giải thích từ này đấy nhỉ? Cái từ draw ấy đầu tiên nhá nói mà giống như là bây giờ ví dụ chúng ta ngủ gật đấy thì cái nước miếng hay là cái nước mũi thì nó gọi là lủng lẳng đúng không nó rơi ra nó lòi ra thì đấy tức là nó đang rồ và cái giọng nói nếu mà nó rồ thì tức là à nó đãi ra nó kéo ra hai cậu đây rồi đúng không đấy đấy kiểu kiểu thế đấy thì nó gọi là rồ nhá và cái thằng Malfoy nó nhìn về phía hai cái cậu bạn đấy have you two been picking out hai cậu đã gọi là ờ uh, lỉnh đến cái sảnh chính trong tất tức là thế nào nhỉ nãy giờ đúng không tất cả những thời gian từ tối đến giờ hai cậu gọi là um, lẩn vẩn trong cái sảnh chính để mà ăn sao đấy, để mà ăn uống để mà kiểu như là lấy thức ăn đấy I've been looking for you tớ đã tìm kiếm hai cậu nãy giờ và tớ muốn cho hai cậu xem một thứ gì đó nó rất là funny đây cái từ này từ pick từ pick là con lợn đúng không và pick out ở đây có hiểu có thể hiểu á đó, đó là kiểu như ăn như lợn yeah. à, kiểu như đến cái sảnh chính này và sau đó ăn ăn uống hết đồ ăn ở đây đúng không lăn lộn rồi là ăn uống rồi là nghịch ngợm ở đấy <laughs> le nhè ừ có thể hiểu là như thế cũng được Malfoy glanced uh, witheringly at Percy Malfoy glanced glanced có nghĩa là liếc nhìn từ này từ 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 witheringly witheringly cái từ wither, wither thì mình hình dung mình nhớ không nhầm ấy, nó là một cái liên quan đến con rắn ờ, mắt nó bị hẹp lại ấy. Vậy thì đây có nghĩa là à nó liếc nhìn bởi vì ấy, cái từ này nó nó giống cái hành động trườn của con rắn. Vậy thì mình đoán nhá, mình đoán có nghĩa là kiểu cái mắt của nó liếc và à nó nheo hết mắt lại đúng không? Cái mắt nó nó thành hai cái đường thẳng á đấy mình đoán là như thế còn bây giờ tra lại nhé ờ uh, nào đầu tiên á chúng ta phải tìm cái gốc từ của nó wither wither có nghĩa là làm khô làm heo quắt lại làm chết ok làm cho bối rối tiêu tụy đấy, con người đúng không nó 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 lụi tàn đi vậy thì withering có nghĩa là một cái nhìn mà nó khiến cho ai đó co rúm lại đó, có thể hiểu là như thế đúng không? Một cái nhìn nó khiến kiểu, kiểu mang tính chất xúc phạm. Ừ. Vậy thì đây, liếc nhìn một cách đầy xúc phạm về phía Percy. And what you're doing down here, Weasley? Và anh đang làm cái gì ở đây hoặc là mày đang làm cái gì ở dưới này đấy? Weasley đúng không? He sneered. Sneer có nghĩa là kiểu nhếch mép, nhá. Hoặc là cười đều hay là kiểu như liếc nhìn, uh, đá mắt nhìn đều. Đấy thì nó gọi là sneer. Rồi, uh, and Percy looked outraged. Percy, cái anh huynh trưởng thì nhìn nó rất là phẫn nộ, giận dữ. Mm. Uh, you want to show a bit more respect to a school prefect này, mày sẽ muốn thể hiện một, uh, không không. mày sẽ muốn dành một số những sự tôn trọng nhất định cho một cái huynh trưởng ở trường đấy. đấy nó giống kiểu nói như thế đúng không? Mày đáng lẽ ra là mày nên tôn trọng, tôn trọng ta một chút. Mm. Uh, he said, I don't like your attitude. Ta không thích cái thái độ của mày. Attitude nhé, yeah. attitude, thái thái độ. Oh, Tự nhiên mình nhớ đến một cái câu rất là hay uh, của những cái uh, vĩ nhân uh, mình đọc sách thì mình có một cái câu như thế này đó là it's not the aptitude uh, aptitude that determine determine cái câu này câu này rất hay mọi người đăng cáp uh, lên caption đó rồi là đăng 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 status trên facebook hay là insta ấn tượng cực now it's not the aptitude that determine your altitude altitude tut, uh, but it's um, gọi là your attitudes đúng không? attitudes, rồi từ từ phân tích từng thứ một nhá. đôi khi nó nảy ra những thứ này rất hay này. nào aptitude thì đó coi là tài năng là những cái thứ gì thứ gì nó là thiên bẩm á, uh, khả năng. còn altitude thì bình thường có thể mình viết sai chính chính tả cái từ này đấy, uh, nó liên quan đến độ cao. đấy là nghĩa đen của nó là độ cao, nghĩa bóng của nó coi như là tầm cao. Đây, rồi là attitude là thái độ Không phải tài năng quyết định Thái độ, à không, không phải tài năng Quyết định Cái tầm cao của bạn Mà nó là cái thái độ của bạn được. Đó, ý của nó là, đại khái là như thế Không phải tài năng, mà là thái độ Mới quyết định cái tầm cỡ của bạn Đó, nó là như vậy Attitude uh, Attitude uh, Tiếp tục nha Đâu rồi uh, Malfoy sneered and motioned Harry to Ron, Harry and Ron to follow him. Malfoy nhìn gọi là cười đều đúng không? cười đều và sau đó ra dấu cho Harry và Ron để mà theo, uh, theo 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 Malfoy. Motion chuyển động cử động rồi là ở dạng động từ như thế này tức là ra dấu. Um, Harry almost said something apologetic to percy but caught him his, but, but caught himself just in time he and ron hurried after malfoy who said who said as they turned into the next passage that peter uh, weasley đây cái câu này có nghĩa là như sau now um, harry almost said something apologetic harry suýt nữa thì nói một cái câu gì đó mang tính chất an ủi với lại percy Đấy, an ủi hoặc là kiểu mang tính chất uh, thôi 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 muốn 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 xin lỗi ấy, đúng không? Đấy, bởi vì từ apology, uh, apology có nghĩa là một cái sự xin, một cái lời xin lỗi mà đấy và đây là tính từ của nó, nhá. Mang tính chất như kiểu rất là lấy làm tiếc hoặc là mình đang muốn an ủi người ta. Và tiếp theo, nhưng mà caught himself just in time, nhưng mà kiểu như là uh, giữ bản thân mình lại đúng không? Bắt bản thân mình lại eh, vừa kịp lúc suýt nữa thì nói ra. Uh, sau đó he and Ron Cả hai Harry và Ron này Vội vã đi theo Malfoy Người nói một cái câu gì đấy Khi mà họ quay sang một cái hành lang Một cái lối đi tiếp theo Cứ từ turn into đúng không Rẽ vào một cái hành lang Một cái lối đi tiếp theo Passage lối đi này Đó là Peter Weasley Đó cái anh đấy Cái người đấy tên là P Peter Weasley Percy, Ron corrected him automatically. Không, nó tên là Percy, nó anh ấy là Percy Ron nó gọi là sửa lỗi cho cho Malfoy một cách nó gọi là tự động, tức là kiểu buột miệng ra nói đúng không? Tên của anh ấy thực tế ra đó là Percy. Nó. cái từ correct nhá thì đấy là à, động từ đây này, đấy đang sử dụng dạng động từ whatever said Malfoy, I've noticed him speak, I've noticed him sneaking around a lot lately. Ơ thế nào cũng được, Malfoy nói như thế và tao đã để ý rằng là cái thằng đấy nó lẹn nó, nó nó gọi là rình mò. Đấy rình mò rất là nhiều xung quanh cái khu vực này gần đây. Lately là gần đây. Còn uh, sneaking around nhá, sneak, sneak có nghĩa là lẻn vào ấy. Đấy lẻn vào đâu đó nhưng mà chúng ta còn th có thể hiểu là à đi rình mò xung quanh từng ngóc ngách một, hiểu yeah, Thì đấy đó sneak around. Đấy, và I bet and I bet I know what he's up to. Tất cả là ta biết cái thằng đấy nó có trò gì, nó có cái gọi là ý định gì. Now up to something thì đấy có nghĩa là cái, cái ý định, cái uh, intention của mình, đấy chưa? He thinks he's going to catch uh, Slytherin's heir single-handed. Thằng đấy nó nghĩ rằng là nó sẽ bắt được cái từ catch bắt được này hậu duệ của Slytherin đấy, kiểu như một tay nó bắt được, uh, tức là tự mình nó đúng không? Nó nghĩ rằng là tự mình nó có thể bắt được cái người hậu duệ của Slytherin single-handed nhé, yeah. tự mình làm. Đấy tự mình xử lý được cái việc đấy không cần đến người khác đúng không? Thì nó gọi là single handedly nha. Nếu mà mình làm một cái hành động nào đó He gave a shot the, uh, the, từ the, the, reserve, the reserve The reserve Đúng không? The reserve laugh Bởi vì đi Nó có cái gốc từ của nó ấy. The reserve thì ở đây có nghĩa là một cái nụ cười Mà nó đang mang tính chất giống như kiểu là như thế nào được nhỉ? Một cái nụ cười Uh, chế nhạo đúng rồi đúng rồi đúng rồi đấy đấy chế nhạo một nụ cười nụ cười mang tính chất chế nhạo từ từ mình đang muốn tìm cái khác cơ oh, ô nó không hiện ra cái họ hàng từ của nó à từ từ nhá mình đang muốn tìm cái gốc từ của nó derives derives để cho mọi người xem cái động từ. Bởi vì khi mà học một từ á, khi mà kiểu như mình muốn tìm hiểu một từ á, thì mình phải biết được cái gốc từ của nó. Đó. Bạn nào comment cho mình xem cái từ ấy nào, comment xem mình cho cho mình xem là cái gốc từ của nó là cái gì. Nó De derives, De derives, từ từ derives. Uh, no no no, cái gì nhỉ? De -de -de derives như thế này. Mình nhớ không nhầm là nó là như thế. Uh, de -reason, uh, gọi là de de reason không thường là dùng ở dạng động từ á thôi hey, chúng ta quay lại nhé đi reserve laugh hoặc là cái khuôn mặt của nó đúng không có một cái thái độ mà nó derisive đó dùng như thế Harry and Ron exchange excited looks Harry và Ron thì trao đổi với nhau những cái nhìn nó đầy phân chấn Malfoy pause by a sec by a stretch of bare damn stone wall. Thằng Malfoy nó dừng lại. Đấy, nó dừng lại uh, gần một cái bức tường nó đang ẩm ướt, nó đang trần trụi này. Uh, một cái dãy tường, một cái dãy tường nó ẩm ướt và nó đang kiểu như là ở trên đấy nó nó bóng. Đấy, nó nó trần đúng không? Nó không hề có bất cứ một cái ngọn đèn nào, nó không hề có bất cứ một thứ gì nó trang trí trên tường. Bởi vì từ đêm, đêm, nó có nghĩa là ẩm ướt này và bare nhé bare tính từ nó có nghĩa là kiểu như một thứ gì đó mà nó 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 chống không đây ví dụ bare barefoot đúng không tức là à, chân trần giống kiểu trần chuồng à. <laughs> nhưng mà đấy một cái bức tường mà nó bare thì tức là nó không hề có bất cứ một cái trang trí gì trên đấy không có đuốc không có đèn không có lửa đúng không và stretch có nghĩa là một cái gì đó mà nó vươn dài ra một dãy what's the new password again what's the new password again nào cái mật khẩu mới là cái gì ấy nhỉ He said to Harry. Um said Harry. Oh yeah, pure blood. Đúng rồi, mật khẩu đó là máu, máu thuần chủng. Đấy bởi vì từ từ pure nó có nghĩa là tinh khiết là không bị pha loãng, không bị pha tạp bởi bất cứ thứ gì. xét Malfoy not listening. And uh, a stone door concealed in the wall lit open Không nghe, không nghe cái câu uh, của của Harry đúng không? Và sau đó thì một cái tấm, một cái một cái cửa đá một cái cửa đá nó được che giấu ở phía đằng sau cái bức tường thì nó gọi là trượt ra đấy nó trượt ra nó nó trượt mở ra cần siêu nhé cần siêu là kiểu như che chắn rồi là mình 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 giữ mình mình cho nó vào bên trong đó. đấy cần siêu đúng không cần siêu và tiếp theo slit đấy là chính là cái quá khứ của từ slide là trượt đấy, trượt mở ra Malfoy marched, uh, marched through it and Harry and Ron followed him. Malfoy thì dảo bước đi qua cái cánh cửa đó và Harry và Ron thì đi theo nó. Cái từ march nha march có nghĩa là kiểu đi từng bước một. Đấy, đi từng bước rảo bước được chưa? Rảo bước bởi vì ở dạng động từ nó là như thế. Ở dạng danh từ đó là tháng 3. The Slytherin common room was a long uh, low underground room with rough stone walls and ceiling. Cái phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin nó là một cái phòng ở dưới lòng đất dài và rất là thấp. Đấy, bởi vì lâu là thấp này à, đúng không và underground room tức là ở dưới lòng đất đó với những cái bức tường nó rất là thô ráp bức tường bằng đá rất là thô ráp và cái trần nhà ở uh, rough thì tức là một thứ gì đó mà nó không có mượt cái bề mặt của nó không có mịn nhá về đấy thì nó có nghĩa là kiểu thô ráp đúng không uh, from which round greenish lambs were hanging on chains từ cái trần nhà thì round greenish lambs Lamps là những cái ngọn đèn à, và greenish green là màu xanh lá cây và greenish có nghĩa là kiểu na na ná cái màu xanh lá cây. Đấy nó không hẳn là màu xanh lá cây nhưng mà nó gần giống nó na ná cái màu đấy. Bởi vì đuôi ish, đuôi ish nó là một cái yếu tố hậu tố nó ám chỉ rằng là giống 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 cái đấy. Round thì nó coi là tròn, đúng không? Những thứ gì mà nó bầu nó nó hình nó bầu bầu một tí. Đó, rồi những cái ngọn đèn nó như thế nhá thì nó đang lơ lửng trên những cái xích trên đó, trên xích rồi hang có nghĩa là kiểu nhỏ treo hoặc là nó lơ lửng trên đấy a fire was crackling under under an elaborately carved mantelpiece ahead of them một cái ngọn lửa thì nó đang crackling nào lại tiếp tục miêu tả về âm thanh này nó vụn vụn đó, nó vụn vụn nó cái củi ấy cái củi hay là những cái khúc gỗ nó đang cháy tí tách tí tách đó thì đấy là cái tiếng nó gọi là crackle rồi dưới dưới một cái lò sưởi mà nó được trang trí nó được điêu khắc một cách rất là tinh xảo ở phía trước của họ lò sưởi đúng không mantelpiece và tiếp theo carve có nghĩa là kiểu khắc nhá khắc mình chạm trổ ở trên đấy elaborate có nghĩa là một cái thứ gì đó mà nó rất là tinh vi nó rất là um, nhiều thứ vụn vặt rồi nó rất là kỳ công đó vậy thì đây có nghĩa là một cái lò sưởi mà nó được trang trí nó được khắc điều khắc rất là kỳ công. And several, uh, and, and several Slytherins were silhouetted around, in, uh, around it in carved chairs. Và một vài những cái học sinh của nhà Slytherin thì đang silhouette thì nó có nghĩa là một cái bóng một cái bóng vậy thì đây có nghĩa là kiểu đang ngồi quay lưng lại thì nó mới đổ bóng được chứ đúng không đang ngồi quay lưng lại không ngồi 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 xung quanh cái 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 lò sưởi nhớ nhá nó đang là một cái bóng vậy thì ở dạng động từ tức là nó đổ bóng đúng không nó đổ bóng xung quanh cái lò sưởi nó ngồi xung quanh đấy. đấy. và ở trong những cái ghế mà nó cũng được điều khắc nó cũng được gọi là chạm trổ đây này cái từ cough đúng không nó lại lặp lại quay here chờ ở đây set Malfoy to Harry and Ron motion motioning them to a pair of empty chairs set back from the fire Hai cậu hãy chờ ở đây, Malfoy nói như thế cho Harry và Ron và ra dấu cho hai cái người đấy để mà ngồi vào hai cái ghế gần cái lò sưởi. Nào motion nhá, motion là chuyển động, ở dạng động từ tức là ra dấu, đúng không? Ra dấu cho người ta. A pair of empty chairs tức là một một cặp hai cái ghế nó đang trống. Uh, set back tức là à nó nằm ở phía đằng sau đúng không? Nó nó nằm ở gần gần ở phía sau phòng gần với lại cái lò sửa. Chứ còn bây giờ cái lò sửa thì thường là nó sẽ ở trong góc. Đó. Mọi người phải hiểu là cái kết cấu bên ngoài, cái kết cấu layout là cái gì nhỉ? Kết cấu bên trong nội thất của một cái căn nhà bên nước ngoài ấy, thì thường là cái lò sửa bao giờ nó phải ở ở góc. Chứ không thể nào mà nó ở giữa nhà được, đúng không? Thế cho nên là ở đây chúng ta phải hiểu là à, ở phía sau phòng gần lò sửa. I'll go and get it. My father just sent it to me. My father just sent it to me. Tớ sẽ đi và lấy cái đồ đấy. Bố tớ vừa mới gửi tớ cái đồ đấy, đúng không? Vừa mới gửi nó cho tớ. Đấy. wondering what Malfoy was going to show them, Harry and Ron sat down, doing their best to look at home. Tự hỏi rằng là cái thứ mà Malfoy định, định 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 cho hai cái người đấy xem là cái gì. Harry và Ron đành ngồi xuống, ngồi xuống cái ghế đấy đúng không? Và cố gắng để mà tỏ ra rằng là mọi thứ nó vẫn bình thường, tỏ ra rất là quen thuộc. Nên là chúng ta look at home nhé, không phải nhìn về nhà. Nó đang gọi là đang 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 trà trộn vào cái đám Slytherin đúng không? Vì vậy cho nên nó phải tỏ ra là bình thường, tỏ ra là à như kiểu đang ở chính nhà mình á. Đấy rồi. Malfoy came back a minute later, holding what looked like a newspaper cutting. He thrust it under Ron's nose. Malfoy quay trở lại một phút sau đó và cầm cái thứ nó nhìn như là một cái mảnh báo, một cái một cái bài báo nó được cắt ra Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Một cái mẫu báo nó được cắt ra, a newspaper cutting. Cắt mà đúng không? được cắt ra. He thrusted, tức là cậu ấy, thằng Malfoy nó ném cái mẫu báo đấy, ném cái phần báo đấy um, ra phía của Ron. Đấy bởi vì là à chúng nó đang ngồi đúng không? Và cái nếu mà gọi là dưới cái mũi ấy, thì tức là ném vào cái um, cái đùi của Ron. Đấy bởi vì là à, nó ở phía dưới mà, đúng không? Mà đang ngồi trên ghế thì chúng ta phải hiểu là ném vào ném vào trước đùi đó. That will give you a laugh. He said, ừ, cái bài báo đấy nó sẽ cho cậu một cái chàng cười đấy, cho cậu một cái uh, thứ gì nó rất là buồn cười đúng không?" Harry saw, Harry saw Ron's eyes widened in shock. He read the cutting quickly, gave a very forced laugh and handed it to Harry. Harry nhìn thấy cái đôi mắt của Ron mở rộng ra trong cái sự nó gọi là ngỡ ngàng. Cái từ widen ở đây mở rộng nhá, wide là cái tính từ rộng á, shock đúng không? Sốc. Đấy, sốc. Cậu ấy Ron á đọc cái mẫu báo rất là nhanh, cố gắng cười ra một cái um, gọi là cố gắng cười gượng cười gượng cười và sau đó đưa cái báo đấy cho Harry. nào, a force laugh có nghĩa là một cái nụ cười mà nó được force tức là lực ép đúng không? được gọi là được được ép để mà đưa ra hand bàn tay ở dạng động từ tức là đưa cho đấy, đưa đưa cho Harry. It had been clipped out of the Daily Prophet and it said Inquiry at the Ministry, uh, ministry of Magic nào nó đã được cắt ra từ cái tờ nhật báo tiên tri và cái cái mảnh cái tờ đấy tờ đấy nó nó có nó có cái nội dung rằng uh, từ từ nhá cái từ clip này cái clip thì đây chắc chắn là mọi người sẽ biết cái này khi mà chúng ta bấm móng tay ấy, thì tức là mình đang clip cái móng tay của mình ra đó đó rồi là cái clipper chính là cái bấm móng tay luôn cái clipper. Rồi nhá, thế là biết được cái từ clipper ở đây là gì rồi đúng không? Uh, inquiry tức là cái phần tra hỏi. Phần tra hỏi. Ừ, phần tra hỏi. Phần tra hỏi này ở cái bộ pháp thuật The Ministry of Magic. Uh, Arthur Weasley head of the Misuse of Muggle Artifacts Office was today fined 50 gallons for bewitching a Muggle car. Uh, ông Arthur Weasley đứng đầu của cái phòng ban Uh, cái phòng ban này thì mình cũng không biết nên dịch là cái gì phòng ban uh, uh, sử dụng sai trái cổ vật của người thường cổ vật của người không phải là kiểu 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 dân ở trong uh, thế giới pháp thuật đấy bởi vì chúng ta có nhá artifacts cổ vật đó muggle tức là cái người thường không có phép thuật misuse sử dụng sai trái rồi cái cái phòng ban sử dụng sai trái đồ vật của muggle thì ông ấy hôm nay Bị fine tức là bị phạt đó, bị phạt 50 đồng vàng bởi vì là ông ấy ếm bùa một cái ô tô. Đấy, ông ấy ếm bùa, ông ấy gọi là uh, hóa đúng không? Biến hóa một cái ô tô, bewitch nha, bewitch là ếm bùa. Đâu rồi, từ fine này này, mọi người phải cẩn thận bởi vì từ này có rất là nhiều nghĩa. Nếu am fine tôi ổn đúng không? mình trả lời như thế hoặc là một cái món đồ gì đó mà nó xa xỉ, mà nó fine, tức là cái chất lượng của nó rất là ổn, rất là cao. Um, ở dạng động từ thì tức là phạt, đấy bị phạt đúng không? ở dạng danh từ cũng là một mức phạt luôn. Mr. Lucius Malfoy, a governor of Hogwarts School of Wizard uh, Witchcraft and Wizardry, where the end, where the enchanted car crashed earlier this year, called today for Mr. Weasley's resignation rồi ông Malfoy à, ông ông Lucius Malfoy một cái nhà chức trách của trường Hogwarts một cái nhà chức trách đúng không à, nắm quyền của cái cái trường Hogwarts này nơi mà cái ô tô bị ếm bùa nó đã đâm vào đầu năm nay đấy nó đã đâm vào đầu năm học năm nay thì ông ấy gọi điện đến đấy, gọi điện đến ngày hôm nay không không, không ông ấy yêu cầu cái đơn từ trước cái sự từ chức của ông Weasley đấy giải thích nó hơi uh, từ từ này đầu tiên chúng ta sẽ có những từ như sau đây uh, thứ nhất đó là enchanted car tức là à cái xe mà nó đã bị enchanted tức là nó bị ếm bùa tiếp theo cái từ call for ấy đấy ban đầu mình nhìn mình cứ tưởng kiểu gọi điện đến để mà phàn nàn nhưng mà đây call for something tức là yêu cầu một thứ gì đó call for something nhé yeah. và resignation resigned là từ chức là thôi việc vậy thì đây có là danh từ đơn thôi việc sự thôi việc xong uh, còn witchcraft thì cái từ craft thường nó là những cái trò rồi là những cái đồ uh, mà nó được sáng chế được tác chế từ những cái um, hành động đúng không vậy thì đây witchcraft có nghĩa là trò phù thủy á rồi là wizardry thì thực tế ra đây là danh từ liên quan đến phù thủy thôi đấy tiếp theo này weasley has brought the ministry into this uh, reput nó hơi có nhiều từ khó đúng không? Weasley has brought the ministry into this Mr Malfoy told our reporter, he is clearly unfit to draw up our laws and his uh, ridiculous muggle protection act should be uh, scrapped immediately. Đây nó nói như sau, this this repute, Repute thì uh, có thể hiểu là cái um, liên quan từ reputation đúng không? Có nghĩa là một cái danh tiếng đấy danh tiếng vậy thì disrepute có thể hiểu là một cái sự nó gọi là thế nào được nhỉ tai tiếng đúng rồi tai tiếng tai tiếng tai tiếng à, vậy thì đây nó đã đem tai tiếng đến cho bộ pháp thuật à, bởi vì có từ dis mà đúng không dis thì thường có nghĩa là một cái thứ gì tiêu cực đó. disrespect không hề tôn trọng đúng không một cái sự thiếu tôn trọng disrepute uh, dis gọi là disrepute tức là cái tai tiếng thường á, khi mà nói trong văn nói mình không dùng như thế này đâu đó bởi vì đây là từ mà trên báo nó dùng tức là những cái ngôn từ nó mang tính chất học thuật đó trang trọng. Mình dùng đây này, a bad rap. Đúng không? Rồi là uh, bring dirt to somebody uh, hoặc là kiểu a bad rap about something thì có nghĩa là một cái tiếng xấu về một cái thứ gì đó. Đó, a bad rap. Rap á, uh, đúng không? Kiểu như là người ta hát, người ta diss về cái cái thứ đấy. mà Mr Malfoy told our reporter, ông Malfoy phát biểu với lại phóng viên của chúng tôi. Đấy, ông ấy, cái ông ông Weasley thì ông thực sự là không có phù hợp, unfit, không phù hợp nhá. để mà draw up để mà kiểu như là à ra luật, cái từ draw up vẽ lên, ấy, vẽ lên những cái luật đấy thì đây có nghĩa là kiểu dàn xếp rồi là à đưa ra những cái điều luật, laws này, and his ridiculous magical protection act, cái hành vi bảo vệ dân thường lố bịch của ông ta thì nên bị gọi là chấm dứt ngay lập tức cái từ scrap nó có nghĩa là uh, uh, một thứ gì nhá nó bị hoãn đúng không thường nói về luật hay là nói về cái cái thể chế nó được dừng lại ngay lập tức đây là một từ informal một từ không trang trọng vì vậy cho nên nếu mà dùng trong 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 văn viết à, thì nó hơi uh, kỳ cục nó không phù hợp rồi uh, Mr. Weasley was unavailable for a moment for comment uh, although his wife told reporters to clear off or she set the family go on them Ông Weasley thì bây giờ không có tiện, không có xuất hiện để mà trả lời comment được. Cái này nó không phải là comment, nó là comment, man, âm e. Đừng có đọc đến comment kỳ cục lắm. Unavailable tức là kiểu không có, không có sẵn, đúng không? Không có gọi là xuất hiện được để mà trả lời comment. Mặc dù vợ của ông ấy trả lời phóng viên là hãy yêu cầu phóng viên là hãy biến đi, clear off. Đó, biến đi đấy hoặc là bà ấy sẽ thả cái con ma trong gia đình ra để mà ám những cái người phóng viên đấy cái từ go go có nghĩa là kiểu bằng với từ ghost na ná đấy well said Malfoy impatiently as Harry handed the cutting back to him don't you think it's funny Ờ, uh, thế trà thế nào đúng không Malfoy hỏi lại một cách đầy thiếu kiên nhẫn impatient đó, thiếu kiên nhẫn khi mà Harry đưa lại cái mẫu báo cho Malfoy Mày, mày không nghĩ rằng là nó buồn cười à ha ha ha, ha set Harry Blakely. cái từ Blick Blick có nghĩa là kiểu một thứ gì đó mà nó nó nhạt nhá nhạt nó không có màu sắc đây vậy thì đây có nghĩa là kiểu cười nhạt đúng không cười nhạt Arthur Weasley loves Muggle so much he should snap his wand in half and go enjoy them. Ông Weasley, ông Arthur Weasley, ông ấy rất là yêu người thường. Đấy, đến cái mức mà ông ấy nếu mà yêu người thường đến thế đúng không thì ông ấy nên bẻ đũa bẻ đua gọi là bẻ 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 đôi cái đũa thần của mình đi cái từ snap nha có nghĩa là kiểu tạo ra một cái tiếng vỡ tạo ra một cái tiếng gãy đấy vậy thì đây bẻ đôi in half đúng không bẻ đôi và đến sống với lại thế giới loài người đi set Malfoy scornfully uh, you never know the Weasleys were pure blood the way they behave scorn 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 có nghĩa là một cái sự nó gọi là sỉ nhục hay là không 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 có thể hiểu là chế giễu có thể hiểu là chế giễu vậy thì đây có nghĩa là nói một cái giọng nó đầy chế giễu đúng không và you never know mày sẽ không biết rằng là những cái người nhà Weasley ấy, thực tế ra đó là máu thuần chủng đấy nhưng mà qua cái cách mà chúng nó cư xử đúng không thì chắc chắn là tưởng là nó là người người thường bị hay cư xử rồi từ từ mình check lại nhé để mà chắc chắn đó khinh khinh bỉ khinh rẻ đúng không? Đấy, chế diễu cũng được. Khinh, khinh khinh scornfully. Ron's or rather Crabbe's face was contorted with fury. Ờ, nếu mà này, nếu nếu mà mình đọc nhiều á, đọc nhiều thì ui giời, từ vựng nó cứ thế nó lặp đi lặp lại mà. Kể cả ngữ pháp cũng thế cơ. Làm bài tập ngữ pháp không hiệu quả đâu, nhưng mà nếu mà mình cứ phân tích ngữ pháp liên tục khi mà mình đọc ấy, đến lúc mình sẽ dùng được ngữ pháp theo một cái cách nó gọi là tự động chính xác luôn không cần phải nghĩ đến nó đấy thế cho nên đọc nó tốt lắm nào face cái khuôn mặt của Ron hoặc là ờ ừ, đúng đúng ra đúng không là khuôn mặt của Crab ấy thì nó bị contorted tức là nó bị gọi là méo sẹo sạch sẹo đi với cái sự tức giận furry đúng không furry sự thịnh nộ sự tức giận nha và à, contort từ uh, nó gọi là mất dạng biến dạng đi deform what's up with you Crab cái gì đấy mày làm sao đi Crab snap Malfoy Snap Malfoy, có nghĩa là thằng Malfoy tự nhiên nó gắt, nó gắt lên, đây nó gắt lên. Lúc này nhá chúng ta phải hiểu cái từ snap nó không phải là vỡ vụn nữa, nó không phải là bẻ gãy nữa, mà nó có nghĩa là kiểu uh, gắt lên, nhá gắt cái giọng lên, stomach ache stomach ache, stomach ache, stomach ache, đúng không? Thì đó có nghĩa là kiểu đau bụng, Ron Grunted, tức là à cái từ này thì nó có nghĩa là kiểu nói về một cái giọng nó nó hầm hè nó gầm gừ rồi là nó cái giọng nó rất là thấp. Đấy kiểu grunt một cái con lợn này khi mà nó kiểu bị 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 uh, nó ở trong chuồng đúng không thì thường là nó grunt 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 đấy kiểu thế. Rồi vậy thì đây có như giọng nó hầm hè. Well go up to the hospital wing and give all those bloods a kick for me. Rồi vậy thì mày hãy đến cái bệnh xá đi, đến cái phòng nó gọi là phòng chữa trị đi, hospital wing đúng không? cái và hãy đá cho những cái đứa máu bùn ở đấy một cái giúp tao. Chương ừ. uh, tầm khoảng chương 13 mà 12 13 gì đấy. Đâu rồi, set Malfoy snickering. Snicker, 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 snicker không phải sneaker. Hai từ đấy khác nhau nhé, sneaker, snicker. Mọi người phân biệt được không? Sneaker, sneaker là cái chữ ea là cái y dài ấy. thì lúc đó nó là đôi giày nhưng mà sneaker như thế này thì Snicker như thế này, con cười khúc khích, cười khúc khích. You know, I'm surprised the Daily Prophet hasn't reported all these attacks yet. Mm. Mày biết đấy, đúng không? Tao cảm thấy rất là ngạc nhiên, surprised, ngạc nhiên là vì sao cái tờ Nhật báo Tiên tri thực tế ra cái prophet này đấy, nó thường nói về những người nó gọi là fortune teller. Đấy, và prophecy có nghĩa là danh từ là một sự tiên đoán. Đấy, vậy thì đây coi là nhờ nhật báo tiên tri thì nó không nó chưa có đưa ra báo cáo về những cái vụ tấn công này yet tức là à, vẫn chưa nhưng mà có thể trong tương lai nó xảy ra đâu hiện tại là vẫn chưa he went on thoughtfully thằng thằng malfoy nó tiếp tục nói một cách nó gọi là đầy suy nghĩ đấy. nói một cách trầm ngâm Thế bởi vì là từ thought này đó là suy nghĩ đâu mà thoughtful kiểu mình trầm ngâm mình đang nghĩ về cái vấn đề đấy I suppose Dumbledore is trying to hush it all up tao đoán rằng, tao giả định rằng là à, thầy Dumbledore, hiệu trưởng, ấy, ông hiệu trưởng ông đang cố gắng nó gọi là lấp liếm, ấy, đang cố gắng uh, uh, su, 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 kiểu kiểu thế đúng không, su, 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 đuổi đuổi nó đi, không cho nó xảy ra, không cho nó kiểu như uh, bị uh... mọi người hiểu ấy. Bây giờ mình muốn đuổi một cái con chó hoặc con mèo đúng không, mình su su su, đấy kiểu thế vậy thì từ hush này này thực tế ra nó đang nói về một cái cơn vội vã hoặc là một cái cái luồng gió vậy thì ý của nó đang là thôi đang muốn ếm cái chuyện đấy lại đúng không thôi 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 không kiểu thế ếm cái chuyện đấy lại he'll be sacked if he doesn't if it doesn't stop soon ông ấy sẽ bị đuổi cổ thôi ông ấy sẽ bị từ chức ông ấy sẽ bị thôi việc thôi nếu như mà cái vụ tấn công nó không có dừng lại Đâu rồi? À? Từ từ nhá, chúng ta xét một cái goal trước đi, đó là mình có thể là mình sẽ đọc đến uh, đây chẳng hạn. Đó, à, trong cái thời gian còn lại chắc chỉ đến đấy là cùng thôi. À, bởi vì à mình có một câu rất hay nhá, you cannot score without a goal. Uh, tức là without a goal tức là kiểu không có một cái mục tiêu đúng không thì cannot score cannot gọi là không không thể nào kiểu như là hiện thực hóa được cái mục tiêu đấy ấy. Thế cho nên ban đầu mình phải đặt mục tiêu trước. Ừ. Rồi, đến đây nhá, đặt mục tiêu đến đây nhá. Sau đó rồi đâu đâu nhỉ? Ừ. Đây đây. Xác tại sao nó lại gọi là cái từ xác ở đây bởi vì cái xác ấy đó là cái túi vì uh, cái, cái 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 túi ví dụ mình bị đuổi ra khỏi cổ mình bị đuổi ra khỏi nhà thì mình vác trên vai một cái một cái khúc gỗ và ở cuối cái khúc đấy sẽ có một cái túi nó gọi là cái xác đấy cái bao đúng không cái bao và khi mà bị đuổi thì thường là phải vác cái bao đấy đi đúng không thế cho nên là bị sát ở đây là bị đuổi cổ bị 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 um, đuổi việc nếu như mà những cái vụ tấn công đấy nó không có dừng lại sớm fathers always said Dumbledore's the worst thing that ever happened to this place bố tao luôn luôn nói rằng ông hiệu trưởng Dumbledore là cái thứ tồi tệ nhất mà nó từng xảy ra với lại cái nơi này Tay nải đúng rồi đấy, đấy tai nải đấy đấy he loves Muggleborns Ông ấy, ông hiệu trưởng, ông ấy yêu quý Những cái người dòng dõi, những cái người sinh ra Từ thế giới đời thường A decent headmaster would, would never have let slime Like that creep in Một hiệu trưởng tử tế Nào cái từ decent ấy Thực tế là điện thoại của mình còn có Mười mấy phần trăm thôi A decent headmaster Decent có nghĩa là kiểu tử tế Hẳn hoi đúng không, đấy, chính chuyên uh, Would never have let tức là sẽ không bao giờ để những cái slime như là thằng Crevy nó vào trường. Đầu tiên slime là cái gì? Slime có nghĩa là những cái chất dính, những cái chất nhờn mà nó 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 Ví dụ đi bây giờ nhá, mồ hôi của chúng ta khi mà nó nó bết lại thì à chúng ta sẽ cảm thấy rất là slimy. Đó, cảm thấy dính dính đúng không? Rồi là cái chất nhờn mà từ đầu mình ấy, đầu mình bết ấy, thì nó sẽ có cái slime. Ừm con ốc sên khi mà nó bò trên mặt đất thì đấy, cái nhớt nhớt mà nó để lại ấy, đó là cái thứ mà nó gọi là slime. Vậy thì đây có thể hiểu là cặn bã. Đấy. Uh, những cái hiệu, hiệu trưởng tử tế sẽ không bao giờ để những cái cặn bã như là cái thằng Creevy nó vào trường. Rồi Malfoy started taking pictures with an imaginary camera and uh, did a cruel but accurate impression of Colin. Ừ. Mm. Nào thằng Malfoy này bắt đầu chụp ảnh với một cái máy ảnh tưởng tượng ra của nó bắt trước đúng không kiểu như giả vờ lại cái 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 hành vi cái um, hành động của thằng Creepy á là cái người mà hay chụp ảnh đó đây giả vờ bắt trước lại này Imaginary tưởng tượng a Crow but accurate impression impression bây giờ này nó là ấn tượng nó là sự ấn tượng nhưng nó còn có nghĩa là một cái hành vi hoặc là một cái giọng nói mà mình bắt trước theo người khác đấy mình do an impression on uh, uh, of somebody ấy thì tức là mình bắt trước giả giọng hoặc là giả hành vi của người ta cruel tàn nhẫn accurate là chính xác đấy mặc dù cái cái sự bắt trước đúng không nó tàn nhẫn nhưng mà à, nó khá là chính xác của Colin Potter can I have your picture Potter uh, anh Potter ơi em có thể có một bức ảnh của anh không anh Potter uh, can I have your autograph em có thể có chữ ký của anh không autograph nhá Can I lick your shoes please, Potter. Nó đang nói theo cái kiểu châm biếm đúng không? Em có thể liếm giày của anh không? Thực tế ra này, đây nó không phải là hành động uh, mang tính chất nó gọi là nghĩa đen, nhá, mà nó gọi là bợ đít á, đây kiểu như là phỉnh nịnh rồi là bợ đít một ai đó theo kiểu mình cứ mình 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 cứ khen người ta nhưng mà giả tạo ấy thì nó gọi là lick, lick somebody's shoes hoặc là bật không? À, shoes hoặc là bật mông nữa. Đấy. Nó, đây là cái thành ngữ này. Nó có nghĩa là kiểu nịnh, su nịnh một người khác. Đấy, rồi. Thế thì đấy, chúng ta hiểu ở đây nhé. Chứ không phải là liếm giày theo kiểu nó gọi là nghĩa đen đâu. He dropped his hands and looked at Harry and Ron. Uh, thằng Malfoy nó thả cái tay của nó xuống và nhìn về phía của Harry và Ron. What's the matter with you two? Có chuyện gì với hai đứa mày vậy? Cái từ drop này thả xuống này, thả tay xuống này. Có chuyện gì với hai đứa mày vậy đúng không for too late Harry and Ron forced themselves to laugh. Uh, but Malfoy but Malfoy seemed satisfied. Perhaps Crab and Goyle were always low on the uptake. Far too late coi là kiểu mặc dù nó đã quá là muộn rồi nhưng mà Harry và Ron cố gắng cười ra. Kiểu force themselves đúng không? Kiểu cố gắng bắt bản thân mình cười ra nhưng thằng Malfoy nó có vẻ là hài lòng khi mà nghe thấy tiếng cười đấy satisfied rồi perhaps có lẽ này craft và goil thì luôn luôn chậm chậm chạp trong cái uh, cái việc cập nhật thông tin trong cái việc mà nó gọi là xử lý thông tin process đó, uptake đó, uptake cái phần mà mình tiếp nhận Saint Porter the mud blood friend Thánh Porter đúng không? Thánh đây từ Saint Thánh này Thánh Porter uh, người bạn của những cái người máu bùn set ma voice slowly. He's another one with no proper wizard feeling, or he wouldn't go around with that jumped up. Granger Mudblood and people think he's uh, Slytherin's he's heir. Thánh Potter, người bạn của những cái đứa máu bùn. Thằng Malfoy nói rất là chậm chạp theo kiểu là đãi từng từ ra ấy. He's another one. Uh, nó là một người nó là một người mà không hề có bất cứ cái uh, sự tự tôn, sự sĩ diện nào của một cái phù thủy hẳn hoi. Chúng ta phải nhớ này, từ feeling ở đây nó là cảm giác đúng không? Vậy thì tức là à nó không hề có một cái cảm giác có một cái sự uh, tôn trọng, một cái một cái honor đúng không? Một cái honor khi mà là phù thủy ấy. Và còn proper proper thì nó có nghĩa là kiểu hoàn chỉnh hẳn hoi, không hề có cái danh dự gì của một cái phù thủy hẳn hoi cả. Hoặc là nếu mà có ấy, nếu mà có thì nó sẽ không có đi xung quanh uh, chơi với lại cái con Granger máu bùn đấy đâu. Đấy, nếu mà nó có đúng không? Nếu mà nó có danh dự thì nó sẽ không có giao du, không có đi chơi, không có gọi là chơi uh, nhập hội với lại cái con Granger ở đấy đâu, tức là cái con bé Hermi ạ. Ừ. Còn jump up ở đây thì sao? Mình đoán nhé jump up. Jump up. Tức là cái con đấy nó, nó 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 cứ Nhắn nhít rồi là cái con đấy nó cứ nhảy nhảy như con điên ấy, kiểu thế đúng không? Tăng động đúng rồi, có thể hiểu đại khái mình đoán như thế. Tăng động. <laughs> như cái con tăng động <laughs> jump up. Check lại nhá xem là đúng không? Đấy. Uh, ờ. The 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 now denoting someone who considers themselves to be more important than they really are. Uh, or who has suddenly and undeservedly risen in status. Mới nổi. Cái con mới nổi đúng không? Đấy, ờ. Ừ. Rồi thế thì tức là một tức là bản chất cái con này nó luôn luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập đấy, thế cho nên đó đang dùng cái từ jump thấp, đúng không? để nói rằng những cái đứa này nó nó giống như kiểu là nghĩ rằng là mình mình vượt trội hơn tất cả mọi người ấy, nó giống một cái từ như thế này, big headed nhá yeah, big headed nghĩ mình hơn tất cả mọi người, đó, rồi and people think he's Slytherin's heir và mọi người trong trường nghĩ rằng nó là người thừa kế của Slytherin, hậu duệ của Slytherin, từ này là heir nhé, rồi Harry ran waited with bated breath. Harry and Ron waited with bated bait, breath. nào, cái từ bated thì nó con từ từ đã Đây là cả cụ. nó có nghĩa là kiểu chờ, chờ đợi với lại cái cái hơi thở mà đang nín lại, nín thở chờ đợi. Rồi có thể hiểu là như thế, nín thở chờ đợi. Malfoy was surely, sick, uh, Malfoy was surely seconds away from telling them it was him, but then I wish I knew who it is. Uh, said Malfoy petulantly, I could help them nào Harry và Ron nín thở chờ đợi, Malfoy ấy, nó chỉ còn cách vài giây khỏi cái việc là nó tiết lộ rằng cái người um, hậu duệ của Slytherin là ai thôi. Đây này, cái từ động từ to be nhá, second the way, chỉ một vài giây nữa thôi là nó đã nói rồi. Đúng không? Nó sẽ tiết lộ thôi. But then, nhưng mà sau đó, I wish I knew who it is. Ta biết ta ta ta, ta ước rằng là ta biết đó là ai, đúng không? Set Malfoy petulantly từ từ... Petulant... Petulant... À... Petulant... Petulant... No... No... Petulant... Petulant... Một... Cách... Uh, petulant... Petulant... Lâu lắm rồi mới nhìn lại cái từ này đó... Đấy. đấy... Mình... Mình... Mình nhìn thấy nó rồi... Nhưng mà đấy... Lâu ngày không đọc đến... Lâu ngày không đọc... Gặp nó là quên ngay ấy mà... Bởi vì... Nó có xuất hiện thường xuyên đâu... Mình cũng... Đây là một từ kiểu như là... Không có phổ biến đúng không... Đấy. Thế cho nên là quên là chuyện bình thường ừ, Rồi 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 ok Có nghĩa là Nó nói theo kiểu phụng phị đúng không petulant, petulant Rồi uh, I could help them đúng không Đấy, Tao ước rằng là tao có thể biết được nó là ai nói một cách nó gọi là hơi hơi phụng phịu hơi hơi ờ, uh, ừ, nóng nảy một chút để tao có thể giúp họ. Ron jaw drop so that crab's face look even more go go no no uh, gormless, gormless than usual. Đấy, từ từ có những từ rất là kỳ cục đúng không nào? Cái hàm của Ron này nó nó hà hốc ra, nó thả xuống tức là nó hà hốc ra ấy. Và từ đó thì cái khuôn mặt của thằng Crab nó nhìn nó còn giống sâu bọ hơn. Không không. Từ từ check lại nhá, bởi vì từ gorm, từ gorm nếu mà mình nhớ không nhầm nó là vi khuẩn rồi nó là các cái con sâu bọ ấy. Đâu không có à? còn trong trong từ điển nó còn không? không có luôn đây này gomless check thử xem nhá nó nó đơn thuần là kiểu nhìn nó ngu xuẩn uh, dại dột thôi nhưng không 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 nó phải có cái từ gom nhá nó phải có từ gom trong cái văn cảnh này thì mình search with google đúng không gom nó là cái thứ gì sang hình ảnh xem nào đấy biết ngay đúng không nó là cái thứ này này nó là cái cái con vi khuẩn vi trùng như này đấy mọi người nhìn ra được luôn nó là cái gì gom đúng không gom thực tế là một từ thì nó luôn luôn có cái điển cố hay là có cái gốc của nó nếu như mà chúng ta tìm thấy không không có trong từ điển á mình phải lên google mình sang hình ảnh hoặc là mình tìm tìm hiểu cái gốc của nó là cái gì đấy, thì mình sẽ hiểu được bản chất chứ còn bây giờ mọi người cứ cố nhớ cái từ gomless này là nó về sau nó quên ngay mình phải biết là gom là cái gì đấy Than usual, ừ, tức là á à, nhìn mặt nó con ngu xuẩn hơn là bình thường đúng không? Fortunately, Malfoy didn't notice. Ờ, may mắn thay là thằng Malfoy nó không có để ý. Đấy. Mọi người, mọi người mà 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 theo dõi mình lâu á thì thực tế ra học được rất là nhiều tips để mà mình có thể tự phát triển được cái cái khả năng tiếng Anh của mình á. Bởi vì mình tự học đi lên mà thế cho nên những cái kiểu như thế này thì mình trải qua rồi thế cho nên biết luôn được à phải 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 học từ cái gì đúng không thì nó sẽ gọi là có được cái liên kết với cái từ vựng hơn đâu nhở? Um... Malfoy didn't notice. Malfoy không hề để ý này. And Harry thinking thinking fast said, you must have some idea who's behind it. all um... Harry nghĩ nhanh trí nghĩ rất nhanh và nói rằng là chắc hẳn là cậu uh, phải có một số những cái ý niệm xem là ai là người đứng sau tất cả những cái vụ tấn công này đúng không? Phải có một số những ý niệm phải gọi là à hình dung được chứ. You know I haven't go. Mày biết là tao không có mà. Go how many times do I have to tell you? Bao nhiêu lần đây tao phải theo tao phải nói cho mày cái điều này. Snap Malfoy tức là à Malfoy gắt lên. And father won't tell me anything about the last time the chamber was open either. Và bố tao cũng không hề nói cho tao bất cứ một cái điều gì về cái lần cuối mà cái hầm chứa bí mật nó được mở ra. Uh, of course, It was 50 years ago. So it was before his time. Nó là 50 năm trước. thế, tất nhiên. Tất nhiên. Nó là 50 năm trước. Thế cho nên nó là trước cái thời điểm mà ông ấy vào trường. But he knows all about it. Nhưng mà ông bố, bố tao biết tất cả về cái hầm, cái cái vụ việc đấy. And he says that it was all kept quiet. And it looked. Uh, and it looks suspicious if I know too much about it. Và bố tao nói rằng là à, tất cả mọi chuyện thì nó phải được kept quiet, tức là nó phải được giữ yên ắng, đúng không? Nó phải gọi là giữ theo cái bí mật. À, hoặc là nếu không thì mọi chuyện nó nhìn nó rất là đáng nghi. Từ suspicious ở đây là đáng ngờ vực, đáng nghi nhá. Nếu mà tao biết quá nhiều về cái chuyện đấy. But I know one thing. Nhưng mà ta biết một thứ. Last time the chamber of secrets was open, a mud blood, a mud blood died. Nhưng mà ta biết cái chuyện này, cái lần cuối mà cái hầm chứa bí mật nó được mở một đứa máu bùn nó đã chết so I bet it's only a matter of time before one of them killed this time thế cho nên tao cá rằng nó chỉ là vấn đề thời gian thôi a matter of time trước khi một trong số những cái đứa máu bùn ấy nó bị giết lần này <laughs> Đấy, nó chỉ là cái uh, thời gian thôi đúng không Đấy. cho đến khi một đứa nó bị giết cái này nó bị động nha I hope it's grandeur He said with relish. Tao hy vọng rằng nó là cái con bé Granger, ấy, ấy, thằng Malfoy nó nói với cái sự nó gọi là mặt nó 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 đang tận hưởng <laughs> relish bằng với từ enjoyment nhé, bằng với từ enjoyment. Vậy thì đây tức là à nó đang tận hưởng đúng không? cái cảm giác nó đang rất là sướng, hình dung về cái việc đấy nó đang rất là sướng. À, Ron was clenching grabber's gigantic fists. Ron thì đang clench, tức là đang nắm chặt cái nắm đấm cái bàn tay khổng lồ của crab ừ, Fist fish đây này cái fist nắm đấm ông 12 giờ rồi à tới đây thôi nhá uh, nốt 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 nhá ok đâu rồi um, nắm đấm khổng lồ đúng không của của crab clan là nắm chặt đấy Đấy. Uh, feeling that it would be a bit of a giveaway if Ron punched Malfoy, Harry shot him a warning look and said, "Do you know if the person who opened the chamber last time was caught?" Um, feeling cảm thấy rằng nó sẽ là một cái cú nó sẽ là một cái tình huống mà lộ liễu nếu như mà Ron đấm Malfoy. À, lộ liễu này, giveaway. Giveaway thì nó có nghĩa là một thứ gì mà nó được cho, nó được cho đi. nha nhưng mà ấy, nếu mà bây giờ mình đang cải trang, đúng không mà một cái thứ đấy nó gọi là một cái giveaway tức là à, người ta nhìn cái là người ta biết. Đó. Rồi nếu mà Ron punch đấm này, đấm Malfoy, Harry liếc nhìn Ron cái từ shot này là bắn đúng không nhưng mà chúng ta phải hiểu liếc nhìn rất là nhanh Đấy, Ron một cái cái nhìn cảnh cáo A warning look một cái nhìn cảnh cáo và nói rằng cậu có biết uh, liệu rằng cậu có biết cái người the person cái người đã mở cái hầm chứa bí mật vào lần gần nhất chứ không Đấy. tức là ấy, liệu, không không như thế này cậu có biết rằng Uh, cậu 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 có biết rằng là cái người mà mở hầm chứa bí mật lần gần nhất có bị bắt hay không? đấy cậu có biết về cái điều đấy hay không? Nha, was caught mà bị bắt mà. oh yeah, whoever it was expelled, whoever it was was expelled. oh tất nhiên rồi bất cứ với cái việc bất cứ đấy là ai, ấy, kể cả đấy là ai đi nữa thì cũng đã bị expelled. đó tại sao là có hai từ was đây này? Hay, nó không phải là lỗi chính tả hay là lỗi gì đâu. Để là whoever it was was expelled. Bất cứ đấy là ai thì cũng đã bị expelled tức là đã bị đuổi học rồi. Said Malfoy, they're probably still in Azkaban. Um, họ có lẽ là vẫn đang ở cái hầm ngục Azkaban. Uh, Azkaban, Azkaban đúng không? Uh, Harry puzzled. Puzzle là cái câu đố và nhìn nếu mà mình nói hay là cái vẻ mặt của mình puzzle như thế này ấy. Tức là nhìn nó rất là bối rối, nhìn nó không hiểu một cái thứ gì xảy ra. Azkaban, Azkaban, the wizard prison, Goyle đó là cái hầm ngục đó là cái tù của phù thủy said Malfoy looking at him in disbelief Malfoy nói như thế nhìn vào mặt của thằng Goyle trong cái sự nó gọi là ngỡ ngàng không thể nào tin được vào cái tai cái mắt của mình disbelief không tin vào đúng không honestly if you were any slower you'd be going backwards này nói thật Honestly, nếu mà mày chậm hơn, nếu mà đầu óc của mày chậm hơn ấy, thì mày sẽ gọi là đi thụt lùi đấy. <laughs> đầu của mày mà chậm hơn tí nữa là mày đi thụt lùi đấy đúng không? ý của nó nói như thế, tức là nó bị tụt, tụt hậu. He shifted restlessly in his chair and said, "Father says to keep my head down and let the heir of Slytherin get on with uh, it." Thằng Malfoy thì nó, um, um, nó <laughs> từ shift thì bình thường tức là mình kiểu như mình dịch chuyển, mình chuyển từ cái trạng thái này sang trạng thái khác, nhưng mà mình bây giờ mình phải hiểu trong văn cảnh này tức là à nó xoay người nó nó xoay người trong cái ghế của nó và nói rằng restless, rest có nghĩa là kiểu nghỉ ngơi và restless có nghĩa là bồn chồn. Không nghỉ được, đúng không? Bởi vì là à cứ cảm thấy là lo lắng bất an, bồn chồn. Ừ. Nó nó xoay người một cách rất là bồn chồn trong ghế của nó và nói rằng bố tao nói rằng phải keep my head down, tức là à, phải gọi là đừng có gây chuyện, đúng không? Phải sống cho nó biết điều, trong cái thời gian này đừng có gây chuyện và hãy để cái người thừa kế của Slytherin cứ tự hành xử. Tự hành xử get on with it. Tức là cứ thế tiếp tục diễn ra đúng không? Cứ làm những cái việc của ông ấy đấy kệ đi, kệ đi mày phải gọi là uh, giữ mình, nha, giữ mình đừng có tham gia vào chuyện đấy. He says the school needs a reading of all the mud, mud blood filth, filth but not to get mixed up in it. Bố tao nói rằng là trường này ấy, cần phải tống cổ tất cả những cái đám máu bùn đi. Đầu tiên chúng ta có là à, từ rid of nhé, tức là à vứt đi, ném đi, đúng không? Tống cổ đi. Và fill nó có nghĩa là cái chất bẩn. Đấy là những cái thứ gì mà kiểu cặn bã rồi là bẩn thỉu á, rồi tống cổ hết chúng nó đi đúng không? Nhưng mà đừng có gọi là um, đừng có giao du với chúng nó, đừng có gọi là 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 liên quan uh, liên đới với chúng nó, đấy yeah, bận right. but not to get mixed up in it mix thì đấy giống kiểu là nó trộn ấy. trà trộn đúng không đừng có gọi là dây dưa vào cái việc đấy of course he's got a lot of his plate he's got a lot on his plate at the moment tất nhiên rồi bố tao bây giờ đang rất là bận đó từ từ này plate là cái đĩa và nếu mà chúng ta có rất nhiều on cái đĩa của chúng ta thì tức là mình đang bận nhá yeah. thời điểm hiện tại đang rất là nhiều việc at the moment thời điểm hiện tại này you know the ministry of magic Rated R Manor last week. Chúng mày biết rằng là bộ pháp thuật ấy vừa mới lục nhà với khám cái nhà cái cái dinh thự của tao uh, vào tuần trước chứ. Uh, kiểu cái raid raid là một cái vụ nó gọi là khám xét mình xông xông vào nhà người ta mình khám xét á. Manor là cái dinh thự. Harry tried to... đến đây mà đúng không? Harry tried to force Goyle's dull face into a look of concern. Harry cố gắng ép ép này ép cái khuôn mặt um, nhợt nhạt của Goyle cái khuôn mặt kiểu như ngu ngốc và nhợt nhạt của Goyle um, trở thành một cái dáng vẻ trở thành một cái khuôn mặt mà nó đang trầm ngâm suy tư Concern, concern là lo ngại là một thứ gì đó mà nó khiến cho chúng ta suy nghĩ, concern và đây, a look of concern tức là cái vẻ mặt bên ngoài, nhìn nó đang kiểu như lo lắng đúng không, đâu thì tức là không có màu, màu nó rất là nhạt hoặc là nhàm chán Yeah, set Malfoy luckily they didn't find much. Ờ, đấy chúng nó đến khám nhà tao đấy nhưng mà may mắn là chúng nó không có tìm thấy bất cứ một thứ gì, không tìm thấy quá nhiều. Father's got some very valuable dark art stuff. Bố tao có một số những cái đồ uh, hắc ám mà nó rất là giá trị. Đây, này, cái từ value là là giá trị đúng không? Valuable là có giá trị này. But luckily, we've got our own secret chamber under the drawing room floor. Nhưng mà may mắn thay là chúng ta kiểu ở gia đình tao đúng không? Có một cái hầm chứa bí mật. Đấy, có cái hầm chứa bí mật của của gia đình tao dưới cái um, cái phòng tranh. Đấy, dưới cái nền của cái phòng tranh. Cái floor ở đây là cái nền này và drawing room phòng vẽ tranh. Home oh, set ma tới đây xong nha, Ok chưa? Thôi, ngày mai nhá, chúng ta lại gặp lại nhau còn hôm nay đến đây thôi. Good night mọi người. Mình là một uh, giáo viên dạy IELTS nha. Nếu mà ai có nhu cầu học IELTS Hay là bất cứ cái gì liên quan đến Cải thiện tiếng Anh hay gì đấy Thì có thể tìm mình nha Trong cái um, bio Cái giới thiệu TikTok ấy Có cái link mọi người có thể ấn vào đấy Hãy xin một cái plug Ờ à, uống Kiểu ngày nào cũng một tiếng rưỡi Như thầy luyện cổ học đấy <laughs> Bye bye nha